Còn một chuyện coi đời và phò vua giúp nước. Cả đoàn có gian ghe vô kinh Vĩnh Tế, núi Sam. Khi tới rầy đét lên nhà bàn, đức thầy bảo cho ghe tới chợ nhà bàn. Thưa, thầy dắt anh em tôi lên đây, rồi đêm nay mình ở đâu? Lên núi Ông Két. Mọi người chia nhau đi mua gạo, tương trao quẩy theo. Đoàn hành hương lần mò đi theo con đường mòn, mặt trời gần lặn. Khi lên tới nơi, đức thầy cho biết tối nay ở sân tiên. Nghỉ hồi lâu, tới thời cúng, thầy công phu trước, anh em tôi coi thầy cúng, rồi cúng sau. Chờ mọi người công phu xong, dường như giọng nói có gì là lạ, thầy lên tiếng. Không mấy thở các đệ tử lên đây, nay thầy, Phật thầy Tây An, nhắc lại lời thầy tiên báo khi xưa. Một, lửa dùi nóc mùng, hột quẹt. Hai, tàu chạy trên mây. Ba, nghe đi khỏi chèo. Ba chuyện đã có, các đệ tử từ nay ráng lo tu, để sau này có mà coi đời. Ngưng hồi lâu, thầy nói tiếp. Thầy nói cho các đệ tử biết, sau 18 nước tràn vào đây tranh giành châu báu, con lộ từ châu đốc, nhà bàn, lộ dân giáo, máu chảy lên nửa ống quyển. Tôi lên tiếng hỏi, thưa thầy, nước mình nhỏ, nước người ta lớn, sao mình xưng là Đại Nam Bang được? Và mình phải có hiền tài mới phò vua giúp nước được chứ? Đệ tử không biết nên nói vậy, chớ nước mình có vua Phật, Phật Dương, còn các nước chỉ là vua phàm, nên họ vào đây tìm vua Phật, phục tùng và tôn thờ, nên mới gọi là Đại Nam Quốc. Lúc đó các bậc hiền tài đã phò chúa thánh, nay thì họ đã tu thành tài hết rồi, chỉ chờ lĩnh thiên mà thôi. Chúng tôi nghe mà không khỏi lo âu, không biết mình tu có đến ngày ấy không. Nghe thầy khuyến tu, nguyện sẽ gắng sức để có ngày được dự hội rồng mây. Ngày nào mà Phật tiên tỏa vị ấy thời lai, bình trị muôn dân, khắp các nơi chư quốc xưng thần, trong bốn biển chúng dân lạc nghiệp, theo dõi gót người xưa mới kịp dừng mây lành, ngũ sắc khi hào quang, Phật thánh tiến đông độ nước sang, miền Nam địa phân chia đẳng cấp. Nước cờ mới nay đà khởi sắc, trổ tài hay biển lấp non dời, dưới cùng trên ảm đạm khí trời, cả thế giới mưa hòa gió thuận. Tạo nền mong thánh quân đặt dừng, nơi triều ca gây dựng tôi hiền. Nàng thơ Cẩm Tú. Tiếp theo mẫu chuyện Dường Qua Kỳ Bí. Sáng ra mọi người xuống núi, đón xe hơi vô núi Cấm, Thiên Cẩm Sơn. Tới rầy đét xuống xe lội bộ. Hàng năm hai anh em tôi sau mùa lúa, khoảng tháng năm thường giếng non thiên, nên quen đường, đi trước, kế là đức thầy, rồi lần lượt mấy người kia đi sau. Đoàn hành hương theo con đường mòn, hồi lâu mất dạng không thấy. Tôi ngó hai bên cũng không có đường, nên đứng lại. Ngài hỏi, sao không đi tiếp, đứng lại làm gì? Dạ bít đường rồi làm sao đi? Vậy trở lại hay sao? Dạ, tùy thầy. Đi đường tắt nghe. Lúc này, đức thầy đi trước dắt đường. Đi được một đổi xa, mọi người cố gắng lội theo bước đi chậm chạp, có vẻ mệt đừ. Thầy và tôi đứng chờ mọi người đi tới. Ngài nói, ráng đi để giải quả căn. Thầy nói, sáu ban quẩy hết đồ cho mọi người.
Tôi tới gom hết đồ của mọi người lại và kiếm cây đòn gánh tiếp tục đi. Tới 2 giờ chiều tôi khát nước quá nên than với Đức Thầy. Tôi khát nước quá không muốn bước nữa Thầy ơi. Ráng đi chút nữa, tới vườn hoa có nước uống. Nghe Thầy nói vậy, trong tôi như có sức mạnh vô hình, nên bước đi lẹ làng hơn. Đức Thầy nhắc nhở, tới vườn hoa mọi người phải đi lẹ, nếu đi chậm chư thần quở rầy ra. 3 giờ chiều, đoàn hành hương tới một vùng bao la bát ngát. Cỏ tranh thì lên nửa vế, đọt bằng trang như cúp đọt. Rừng cây ngút ngàn, loại cây chi, mỗi gốc cây cỡ hai vòng tay mình giáp lại. Thân lên khỏi đầu mình, mỗi nhánh tự nhiên uốn cong như mình uốn kiển. Có lá lớn, xen lá nhỏ, trông rất đẹp mắt. Có những tảng đá bằng phẳng như cẩm đôn, ghế, Thầy cho biết. Đây là rừng tầm bá. Rồi tới rừng thiên tuế, mỗi cây bằng như nhau, thân cũng vậy. Thân cao quá thân mình, trở lên là lá, tận mắt thấy cảnh đẹp xinh của vùng bảy núi kỳ bí. Chúng tôi như có cảm tưởng mình đang lạc vào cảnh non tiên, tại thế, vừa đi vừa ngắm nhìn, quên cả mệt mỏi. Thầy lấy tay chỉ phía trước. Qua con đường kia là có nước. Tôi thầm nghĩ, sao Thầy biết trước mọi việc như từng ở đây bị cạn? Tôi và anh Ba Giai, anh ruột tôi, theo hướng tay Thầy chỉ. Quả nhiên có ao nước rộng cỡ 3 thước vuông, nước trong vắt nhìn tới đáy. Tôi vội vàng uống một bụng, thấy nực nên lột nón lá múc nước đứng qua một bên xối nước tắm. Anh tôi cũng vậy. Lúc này Đức Thầy cho người đến thúc giục, Thầy chỉ nước cho uống, sao còn ở đây tắm, chư thần quở rầy nghe. Tôi và anh tôi liền quẩy hành lý đi liền, chạy qua khỏi vườn hoa. Thật là cảnh dương trần khó sắm vòng lai, diệu pháp quang minh. Thuật theo lời Thủy Nguyên, theo băng ông Sáu Ban kể. Tiếp theo mẫu chuyện gặp dị nhân. Trong chuyến đăng sơn lần 3, từ ngày 21 tháng 8 năm Kỷ Mão 1939, Đức Thầy dắt theo 5 tín đồ. Đoàn có gian ghe ông Bộ Dung, ghe tới Châu Đốc. Cả đoàn rời ghe đi xe vô nhà bàn lên núi Két, anh Vũ Sơn, đêm đó ở tại Sơn Tiên. Ngài bảo, các ông ráng thành tâm cầu nguyện với các đấng thiêng liêng, sáng Thầy dẫn qua núi Cấm, Thiên Cẩm Sơn cho gặp một vị nhân. Sáng ra, đoàn người hành hương đi vô hướng núi Cấm. Tôi, Sáu Bàn, rành đường nên đi trước. Thế mà lần này đi được một nỗi, rồi bị bích đường lên núi, cứ đứng lững sững. Thầy hỏi, sao không đi mà đứng hoài ở đây? Thưa Thầy, sao tìm hoài không thấy đường đi? Không biết đường đi thì trở về hay sao? Tuy nói vậy, Thầy dẫn mọi người dạch đường rừng, đi đến khoảng 10 giờ rưỡi thì gặp chú nhỏ ở trần mặt quần cục. Thấy vậy, ông Sáu Ban hỏi, chú nhỏ ở đâu mà đi đây? Tôi có một người chị đi lạc trên này nên đi tìm. Đi một hơi thì chú bé mất dạng. Đoàn người đi tới chừng 12 giờ trưa thì ông Sáu Ban than, ôi sao khát nước quá, đi chút nữa thì gặp hồ sen. Quả nhiên đúng như lời Đức Thầy nói, đi không bao lâu gặp hồ sen khá rộng, nước trong veo, thấy nhiều con cá lội, con bằng cái thùng gánh nước. Mấy người kia đi trước, còn hai anh em, ông Ba Giai và Sáu Ban ở lại tắm. Thầy cho người trở lại nhắc, đừng ở đó tắm, chư thần quở. Đoàn người tiếp tục đi tới 5 giờ rưỡi chiều, mới ra khỏi có rừng tòng bá, thị hiện rất là đẹp. Khi qua tới cái cua thì gặp một ông già đang chặt củi. Một người trong đoàn lên tiếng hỏi, ông ở đâu tới đây chặt củi? Tôi ở dưới triền lên. Sao ông không xuống cho sớm? Chúng tôi lội cả buổi sáng mới tới đây. Bây giờ Đức Thầy cười và cho biết, ấy là một vị nhân ở vồ thiên tế cao 3 trượng, lông dài cả gan, kéo ra dài rồi buông thung trở lại. Sau này có nhiệm vụ phò vua giúp nước.
Mọi người im lặng suy nghĩ việc tương lai và nhớ đến sứ mạng thiêng liêng cao cả của Thầy, mà không sao quên được lời châu ngọc của Ngài. Cờ thế giới ngày nay gần thúc nên Phật tiên phải xuống hồng trần. Chừng lao sao ác thu non tầng, thì Nam Quốc lương dân mới biết. Nay dài thấy cây cùng ngồi viết dưới sát trần, dù thuyết ít ai nói gì ta cũng chẳng màng, sao biết đặng dân đừng có tiếc. Giác mê tâm kệ. Tiếp theo là chuyện Phật Thầy chuyển kiếp. Sáng ra, Đức Thầy dắt đoàn lữ hành đến hành lễ tại chùa Phật lớn, điện đá dựng, rồi nghỉ đêm ở đây. Sáng ra, Ngài trở xuống đường chùa Bà. Sáng ra, Ngài trở xuống đường chùa Thầy Ba Đạo qua Cao Đài Tự và điện Rao Tần. Trong lúc nghỉ đêm, do cả ngày lội mệt, nên chúng tôi nằm xuống là ngủ liền, nên không biết gì sự việc xảy ra. Sáng ra, nghe trong chùa, có người ở tận Cà Mau lên kể lại. Ông ấy là đệ tử tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Ban sơ ông chủ chùa không mấy quan tâm, nhưng khi hỏi đạo nên nhận ra Đức Thầy là chuyển kiếp của Đức Phật Thầy, nên ông rất kính trọng. Vì vậy khi chia tay người trong chùa, gửi theo mấy nải chuối, thấy mọi người muốn bẻ chuối ăn, Ngài bảo ăn nải nào cho hết mới bẻ qua nải khác. Đây cũng là Đức Thầy dạy cách ăn uống. Do anh ba tôi có việc nhà muốn về trước, Đức Thầy cho biết các ông không có duyên vô viếng bà Ba Thoại 80 tuổi mang thai, người sau này phò vua giúp nước, vậy về thì cùng về. Sáng ra thầy trò xuống núi ra Châu Đốc, qua Tân Châu rồi về Hòa Hảo, thuật theo lời ông Võ Văn Ban. Tiếp theo là bài giải quả căn. Khởi hành tại Hòa Hảo ngày 21 tháng 8 năm Kỷ Mão 1939. Lần này có gian ghe vô tới đầy đét. Sáng ra lội bộ lên núi Cấm, Thiên Cẩm Sơn. Đi khá lâu, thấy mọi người thở gấp trong thấm mệt lúc trèo non, Đức Thầy động viên phải ráng đi đặng giải quả căn. Đoàn hành hương tới một vùng đất rộng lớn có hơn 100 công đất. Rất nhiều cây tầm, bá, nhất là cây thiên tế, dồ thiên tuế. Nơi đây có tảng đá bằng phẳng như cái cẩm đôn và bốn cây thiên tuế ở bốn góc, còn có rất nhiều cây le đọt bằng nhau như có người mới hớt. Thật là cảnh tiên tại thế. Đức Thầy căn dặn tín đồ ra khỏi chỗ này mới được tiểu tiện. Sau đó lần lượt ghé viếng chùa Phật lớn, điện đá dựng. Nơi đây ông Ba Gia gặp chúa Sơn Lâm Cọp, đi thoáng qua, nghỉ đây một đêm. Sáng trở xuống chùa ông Ba Đạo, qua Cao Đài Tự, điện Rao Tần. Trong lúc nghỉ đêm ở đây, có thầy phù thủy là ông Ba Ngọc chữa không khỏi một bệnh tà, đành bó tay. Đức Thầy bảo người bệnh cầu nguyện, rồi cho uống chung nước lã do Ngài đưa, vừa uống vào người bệnh rên la gian dội, cầu xin tha mạng. Thầy bảo, vậy thì mi hãy ra ngay, đừng phá cái xác này nữa. Kẻ quốc mặt kia bằng lòng, thế là người nọ hết bệnh. Sáng ra thầy trò trở xuống núi Cô Tô, lên điện kính, trở ra sân tiên nghỉ đêm. Tại đây trời về chiều, Ngài có vẻ mệt nên cởi trần không mặc áo, ngồi trên tảng đá có lư hương. Vài bà đi giếng thấy vậy nói như không chủ đích. Cũng thời đi núi, có người đi về thì mạnh giỏi, có người đi về phải chết là vậy đó. Đức Thầy cười và nói với tín đồ, họ rủ tôi đó đà. Thuật theo lời ông Dương Kim. Tiếp theo là chuyện
túi ớt hiểm. Sau khi mọi người về tới nhà, lại xảy ra một việc hy hữu. Ông Biện Hùng phát bệnh đau bán sống bán chết. Người nhà vô cùng lo sợ, nên xuống tổ đình nhờ Đức Thầy độ bệnh. Ngài cười, nói, ai bảo bẻ cây trái của người ta làm chi cho bị phạt. Về bảo ông Biện Hùng cầu nguyện, giấy tạ lỗi, rồi thỉnh nước cúng phúc uống là hết chứ gì. Quả nhiên, ông Biện Hùng bình phục lại và thừa nhận. Lúc đi núi, tôi có bẻ một túi ớt hiểm mọc đầy trên núi, thuật theo lời ông Dương Kim. Tiếp theo là chuyện giếng non ông Két, anh Vũ Sơn. Ngày 14 tháng Giêng năm Canh Thìn 1940, trong lần giếng non Thiên Kế này, Đức Thầy tóc để ngang vai, dắt tôi cùng năm tín đồ khác, ông Lương Văn Thường, ông Hai Phổ, ông Hương Giáo Tập, ông Ba Bích và một người nữa, ông Xã Ba ở Châu Đốc. Đoàn chuẩn bị nghỉ đêm nên xách theo bánh mì và đồ dùng cá nhân. Ông Hai Thường che dù, ông Hai Phổ đội cái nón tay. Mọi người cùng tiến lên núi Két. Tiếp theo là chuyện nhớ ơn. Đức Thầy bảo mọi người, thôi mình đi viếng mộ ông Lẹ. Đoạn Ngài kể, nguyên trước đây ông Lẹ trị bệnh rất tài, nên ông cả nước tới trị bệnh cho Thầy. Khi tới nơi coi bệnh xong, ông Lẹ nói, bệnh này tôi không dám trị, vì ông này là bậc siêu phàm, sẽ ra độ đời. Nói xong, ông múc một chung nước, tới quỳ trước ngôi Tam Bảo, nguyện giải xong, lấy chung nước đổ từ chân sắp xuống, mà không dám phun. Thầy đến trước mộ ông Lẹ, đốt thẻ nhang cháy bùng lên, rồi cắm trước mộ. Xong Ngài nói, phần xác tôi kỉnh ông, chứ tôi chỉ lại Phật Tổ mà thôi. Các tín đồ có mặt nghe nói bắt rợn óc, cúi lại. Tuy nhiên lúc đó mọi người sơ ý xem lúc ấy Đức Thầy làm gì. Viếng mộ xong, đoàn người tiến lên sân tiên. Mọi người ngồi xung quanh Đức Thầy. Bỗng Ngài quay ngó lại sau lưng, hình như nói với bậc siêu hình, chốc chốc y như vậy, và phát thinh nói, có gì báo cho tôi biết nhé. Và ứng khẩu ngâm bốn bài thi tứ tuyệt, viếng non ông Két. Non tiền gió mát tội lòng thay, tức cảnh thi văn nhà một bài, cố tưởng ước mơ về nhất tuổi, ngắt gì không canh lấy gì bay, giặc sắc phàm phu giếng non đòi, hỏi nhờ đá cục ngủ đêm nay, chớ sông bảy núi đều quê tử, thầy tớ cầm tiên rõ mặt mày, nhìn xem cây lá gió lùng lai, sáng lại đôi chân chờ gót dây hơi chư thần mau nối gót, theo thầy dắt chúng khỏi lòng cay, lậu đài núi cấm
lộ nay mai. Thức tình chúng sanh mới tỏa bày, khuyên dạy dân tình minh đạo đức. Tu hành được thấy cảnh bồng lai. Nam mô A Di Đà Phật. Khi về tới nhà ông giáo tập hỏi, lúc ở trên non, thầy ngâm hay quá con viết không kịp, nếu kịp là con thuộc lòng rồi, xin thầy đọc lại cho con chép. Thuật theo lời ông giáo tập. Tiếp theo là chuyện Giọng Bắc Hòa Nam. Ngâm xong mấy bài thi trên, giếng non ông két, đức thầy quay sang hỏi tín đồ: ở đây có ai biết chữ Nho không? Dạ con biết, ông Hai Phổ trả lời. Ông giải bốn chữ Giọng Bắc Hòa Nam coi. Thưa thầy, giọng là trong, trong cho Bắc Nam hòa nhau. Đức thầy gật đầu. Năm 1940, đất nước ta chưa bị chia cắt hai miền, mãi đến 14 năm sau, là ngày 20 tháng 7 năm 1954, với Hiệp định Geneva, các cường quốc lấy vĩ tuyến 17, sông Bến Hải và cầu Hiền Lương tạm làm ranh giới phân chia nước Việt Nam ra hai miền Nam Bắc. Tiếp theo là chuyện Quân Sư Nhà Nam. Lúc đó có hai con chim lớn tên Hồng Hoàng và Cao Cát, từ đâu bay lại, đậu cách chỗ đức thầy chừng 20 thước, gục gặt đầu. Ông Hai Phổ thấy vậy vừa mừng vừa sợ, chụp vào tai thầy nói: hai con chim gật đầu chào thầy kia. Đức thầy quay qua rầy ông Hai Phổ: chim đậu dưới đất hay trên cây ấy là tùy nó muốn đậu ở đâu thì cứ đậu, chứ chào cái gì? Ông Hai Phổ ráng giải thích: loài chim này không đậu dưới đất đâu ạ. Ngài ngó ra sau lưng để cho mọi người nhìn theo, nói: nếu chào ta xong rồi thì bay đi. Hai con chim gật đầu vỗ cánh bay. Đức thầy cho biết: nửa sau Hùng sẽ làm quân sư nhà Nam. Lời khẳng khái của ngài như có sức mạnh vô hình, khiến mọi người rợn óc, bò lết bò càng. Thuật theo lời ông Lương Văn Thường. Kính thưa quý vị, chương trình được liên tục đến mỗi chuyện mưa đạn. Đức thầy thúc giục mọi người: thôi, trời sắp mưa, mình mau xuống núi. Mọi người cùng nhìn lên trời lúc ấy đứng bóng, khoảng 12 giờ trưa. Trời nắng chang chang, không một áng mây gợn, nhưng vẫn bước nhanh theo thầy. Ông Phổ đi trước, khi đi ngang tảng đá lớn nhô cao lên mặt bằng phẳng, đức thầy nói: mới cách đây một thời gian mà thạch thần mau lớn quá. Có lẽ trong tiền kiếp, ngài từng qua chốn này. Qua khỏi thạch thần, xuống tới chân núi, về tới chợ Nhà Bàn, đức thầy ra lệnh: tất cả giải tán, không ai được gần thầy lúc này. Thế là mọi người tản ra, nhưng vẫn để ý xem chuyện gì sẽ xảy ra. Còn ngài đi lại tiệm tạp hóa, rồi đi thẳng lên lầu mất dạng. Lúc sau có một chiếc xe chở lính Tây Dương, tay cầm súng, và số người trong làng tới chợ Nhà Bàn. Họ dừng lại, vào là tên chỉ huy ra lệnh: lên núi tìm Bắc Giang đạo sĩ, mau lên. Hồi lâu nghe tiếng súng nổ trên núi. Thuật theo lời ông Lương Văn Thường. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến mẫu chuyện Đắc Thành Sở Nguyện. Lúc bấy giờ đức thầy đã khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Do là người trong thân tộc sát thể của thầy, nên tôi thường lên tổ đình nghe ngài thuyết pháp và sao chép giảng kinh bài quy y cho bá tánh gần xa. Một ngày cuối tháng chạp năm Kỷ Mão, đức thầy gọi tôi về chuẩn bị hành lý. Thầy dắt giếng non Tà Lơn ngày mùng 6 tháng giêng là lên đường. Lòng tôi vui mừng khôn tả. Nghe vậy có nhiều đồng đạo xin đi, nhưng đức thầy không cho. Tiếp theo đến mẫu chuyện
8 đồng xu. Khởi hành từ Hòa Hảo, xe đưa tới Bắc Năng Gù, đón xe khách lên Châu Đốc, vô Tịnh Biên là 3 giờ chiều. Không còn chuyến xe nào đi Nam Giang, nên tôi xin ý Đức Thầy tới nghỉ đêm, nơi nhà cô của tôi. Trời chiều mát mẻ, Đức Thầy kêu tôi cùng đi ngoạn cảnh hướng về con lộ nhà bàn. Mắt Ngài đăm chiêu nhìn về núi Cấm. Ngài lấy trong túi áo ra 8 đồng xu đưa cho tôi. Bây giờ tôi chẳng hiểu ý của Đức Thầy muốn dạy bảo điều chi. Sau này tôi vô cùng rai rứt, tự trách sao lúc đó mình không hỏi xem. Sau này tôi mới biết ý nghĩa 8 đồng xu là tôi nặng gánh gia đình có 8 đứa con. Tiếp theo đến mẫu chuyện Đức Thầy phiểm trách sự xa xí. Gia đình cô ruột của tôi với số bà con cùng xóm vốn có lòng kính mộ từ lâu, và số đồng đạo đã quy y, nay biết tin Đức Thầy ở đêm nên kéo nhau đến viếng. Trong đó có bà Ba Ngọc, mẹ của ông Hương giáo tập. Để tỏ lòng ngưỡng mộ, họ tổ chức nào là bánh mứt, trái cây, nước ngọt, vân vân. Hai thầy trò đi dạo hồi lâu trở lại, nhà đã bày sẵn đầy bàn. Đức Thầy tỏ vẻ không vui nên có lời khiển trách sự bài biện xa xí mang tính hình thức không cần thiết này. Mở đầu buổi thuyết pháp, Đức Thầy chỉ rõ sự lý tu hành của người cư sĩ tại gia. Quý ông, quý bà, ráng coi kệ giảng, lo trao sữa thân tâm. Sau cùng Ngài khuyên mọi người về nhà cho sớm, không nên ở đêm đông đảo nơi đây. Ngài e ngại nhà cầm quyền làm khó dễ bổn đạo và chủ nhà. Lúc bấy giờ tôi cũng vừa chép xong 20 bài quy y gửi cho bà con mới đến xin quy y. Kính thưa quý vị, tiếp theo là đến mẫu chuyện đặt chân lên miền Sơn Lẫm. Sáng ra hai thầy trò từ giả chủ nhà rồi lên xe qua Bắc Tịnh Biên đến địa giới Việt Miên Gò Tà Lập. 10 giờ tới Sóc Mẹt, đến Dung Trạch. Ở đây xe đò đậu nghỉ khá lâu. Tranh thủ thời gian này, Đức Thầy bảo tôi đưa 3 quyển sám giảng, quyển nhất, quyển nhì, quyển ba. Chừng khoảng 15 phút sau Ngài trở lại, tôi hỏi: Thầy đi đâu nãy giờ vậy? Đem giảng cho một người ở gần đây. 3 giờ chiều xe đến Cần Giọt. Nơi đây phố xá bẩn chật, thưa thớt. Có cả người Việt, Triều Châu và dân bản địa. Ngài nói cho tôi biết để thầy đi tìm người quen. Kính thưa quý vị, tiếp theo mẫu chuyện gặp người đồng đạo. Đức Thầy dắt tôi đi bộ khoảng 4 cây số ngàn, tìm đến nhà một người Việt, căn nhà làm bằng cột xăng. Gặp ông lão tuổi độ 70, tóc bạc như bông, nhưng sức khỏe khá tráng kiện, nói năng chậm rãi, dáng người hiền lương. Ông cho biết: Tôi quá vợ đã lâu, có đứa con gái sống độc thân, ngoài 40 tuổi, tu tại gia, đưa người đi viếng non đã 3 hôm, và tự giới thiệu: Tôi là em của ông Hai Lương, Trần Bá Lương, quê ở Bến Tre, một cao đồ của Ngài Cử Đan. Nhìn căn nhà giữa, cách thờ phượng rất trang nghiêm, trang Phật thờ tấm Trần Điều. Sau giờ công phu, ông lão hỏi: Hai chú có đi viếng Tà Lơn lần nào chưa? Con đường này tôi đã đi trong tiền kiếp, Đức Thầy đáp. Nghe vậy ông lão không được vui lắm, có lẽ ông không lãnh hội được ẩn ý của Đức Thầy nên lặng thinh hồi lâu. Nhưng sau đó nghe Ngài khuyên giải về sự khai mở trực giác tâm linh, ông lão vui vẻ hơn và rất tín tin Đức Thầy. Lúc ấy có nhiều Việt kiều lân cận cũng đến nghe pháp. Ngài khuyến tấn mọi người vững bước trên con đường hành đạo và cho biết: Tôi có viết ít cuốn giảng, xin đọc cho mấy ông nghe. Đức Thầy vừa đọc vừa giải thích rồi hỏi ông lão: Ông có cảm nghĩ gì về quyển sấm giảng tôi đã đọc? Ông lão nhìn nhận, đoạn đầu là của thầy ông, tức Ngài Cử Đa, nhưng đoạn sau thì không giống mà còn trách: Sao ông sửa giảng của thầy tôi? Khi xưa ở Sơn Lãnh, thời cơ chưa đến nên phải viết như thế. Nay tuần đời sắp hạ, cuộc trần biến chuyển, nên tôi phải hé lộ quyền cơ
cho đời sớm cải hối ăn năn, sửa tánh răng lòng, làm lành lánh dữ, thì thiên đình mới ân xá bớt tội căn, hầu có sống đời thượng quân thánh đức. Hơn nữa, tôi còn phải tùy trình độ và sự tiến hóa của nhân sanh mà cải cách cho thích ứng nhân tâm, mới có thể đưa sanh chúng vượt miền khổ hải. Mọi người chăm chú ngồi nghe. Đây là hai đoạn giảng. Lan thiên một cõi chét chơi, sơn cao đẳng thượng thạnh thơi vô cùng. Hiu hiu gió thổi đập đùng, phất phơ liễu yếu lạnh lùng tòng mai. Mùa xuân tới cảnh lầu đài, tháng giêng 19 thi tài hùng anh. Tứ di mây phủ nhiễu đanh, bồng lai một cõi hữu danh chữ đề. Kể từ phú quốc mới về, long thoàn lên ở giữa kề 2 năm. Dạo chơi mấy điện tri âm, tỏ đời sao trước mấy năm phản hồi. Phận mình trong sạch đã rồi, đào tiên tạm thực về ngồi cõi xa. Dương trần còn lại cử đa, cõi tiên chữ đặt hiệu là Ngọc Thanh. Ngày ra chơi chốn rừng xanh, tối về kính kệ cưỡi canh mặt người. Giảng Tà Lơn của ông Cử Đa. Còn đây là lời trong sáng giảng của Đức Thầy. Ngồi trên đảnh núi Liên Đài, tu hành tầm đạo một mai cứu đời. Lan thiên một cõi xa chơi, non cao đảnh thượng thảnh thơi vô cùng. Hiu hiu gió thổi lạnh lùng, phất phơ liễu yếu lạnh lùng tòng mai. Mùa xuân hứng cảnh lầu đài, lúc còn xác thịt thi tài hùng anh. Tứ di mây phủ nhiễu đanh, bồng lai một cõi hữu danh chữ đề. Kể từ tiên cảnh ta về, non bồng ta ở giữa kề mấy năm. Dạo chơi tầm bực tri âm, nay vì thương chúng trần gian phản hồi. Nghĩ mình trong sạch đã rồi, đào tiên tạm thực về ngồi cõi xa. Phong trần tâm đã rời ra, Ngọc Thanh là hiệu ai mà dám tranh. Ngày ra chơi chốn rừng xanh, tối về kinh kệ cưỡi canh mặt người. Sám giảng Nguyễn Ba. Kính thưa quý vị, ông Cử Đa tên là Nguyễn Đa, sinh năm Đinh Mão 1867, người làng Phù Cát, huyện Bình Khê, tỉnh Quy Nhơn. Khoảng thời vua Thiệu Trị thứ năm 1845, ông thi đậu võ cử nên gọi là Cử Đa. Thì có thể đúng hơn, độ 40 tuổi có tinh thần yêu nước, ông tìm vào Nam ẩn náu tại Kiên Giang 1867-1868, dự tính hợp sức với các thủ lĩnh nghĩa binh Nguyễn Trung Trực, quản cơ Trần Văn Thành. Nhưng ở đây các cuộc khởi nghĩa chống ngoại xâm Lan Sa tức người Pháp lần lượt thất bại, nhất là sự hy sinh oanh liệt của thủ lĩnh nghĩa quân Nguyễn Trung Trực. Chúng xử tử của Nguyễn tại chợ Rạch Giá ngày 27 tháng 8 năm Mậu Thìn 1868. Ông ẩn lánh vào vùng bãi núi, hữu duyên gặp Phật Thầy Tây An là giáo tổ tông phái Bửu Sơn Kỳ Hương, xin quy y. Sau đó ra đạo Phú Quốc, rồi qua Giang Thành, Hà Tiên, sang đất Miên, lên tu tiên và điểm đạo tại Điện Bà Ngự, có đỉnh Bô Cót, độ cao 1000 mét, núi Tà Lơn cao hơn núi Cấm 716 mét, ở Châu Đốc, Việt Nam. Sau này thị tịch không rõ thời gian. Đương thời ngài xác nhận hắc y đổi lại cà sa, cải tên đặt lại hiệu là Ngọc Thanh. Qua sự tiết lộ trong sấm giảng của Đức Thầy cho biết về quá trình tu chứng của ngài Cử Đa, phong trần tâm đã rời ra, Ngọc Thanh là hiệu ai mà dám tranh. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến mẫu chuyện Diễn Lại Cảnh Xưa. Sáng sớm hai thầy trò từ giả chủ nhà lên non, tới chân núi độ khoảng 8 giờ, thầy trò cùng xuống suối tắm rửa thay đổi quần áo. Đức Thầy mặc bộ đồ già, tiếp tục lội bộ theo con đường đi non, cam chạy ở phía tây trung tòa, có điện Long Thoàn, Long Thuyền. Là 1 giờ trưa, trung tòa có trung ương bảo điện với độ cao 700 mét. Ghé vào ngôi chùa nhỏ, Đức Thầy vào tặng 3 quyển sám giảng, quyển nhất, quyển nhì, quyển ba, rồi tiếp tục ra đi đến ngã rẽ Ngài Bảo.
qua điện Cô Nhất gần hơn 1/3 đường lên Minh Châu Điện. Lúc này đường đi dốc ngược lên rất khó đi. Mãi đến 3 giờ chiều tới điện Cô Nhất, dọc đường có tiếng chim kêu, bắt trâu kéo cổ không dứt. Hai thầy trò băng ngang qua con lộ ngang 4 thước, đã 5 giờ chiều, cố đi lần tới Cao Vân Điện và nghỉ đêm tại đây. Hai thầy trò nằm trên tảng đá cao khỏi đầu, lớn bằng hai bộ dáng ngựa, mặt bằng phẳng. Sáng ngày mùng 9 tháng Giêng đến ruộng Năm Giây là 10 giờ trưa. Tại đây có con đường mòn qua điểm Bà Ngự, nơi ông Cử Đa điểm đạo. Lúc ấy có hai người lữ hành cùng đi chung, nhưng khoảng độ 10 phút sau, hai người bạn đường kia bị lạc đâu mất. Động lòng trắc ẩn, nên tôi than thở cùng ngài: Bạch Thầy, tội nghiệp hai anh ấy, quyết xả thân tầm đạo mà lạc đến chỗ này chắc chết quá. Không sao đâu, chư thần sẽ ủng hộ những bậc nhiệt thành kiên tâm lập chí trên đường giải thoát. Nghe vậy tôi mới an lòng. Tiếp theo đến mẫu chuyện Đức Thầy tiên báo sự vắng mặt lần đầu. Ngài dắt tôi đi lần xuống suối, ngồi dưới bóng mát cây tùng gần điện Bà Ngự, Đức Thầy nghiêm giọng nói: Sau này Thầy sẽ xa cách bổn đạo một thời gian. Trong thời gian ấy, tín đồ của Thầy phải chịu sự đau khổ nhiều, và không một ai biết Thầy ở nơi nào. Bạch Thầy, Thầy đi rồi sau này có về nữa không? Phải về chứ. Thầy không về thì lấy ai làm các việc tá quốc an bang? Ai thâu con long ác nghiệp và lập hội Long Hoa? Ai thưởng phạt chư môn? Đây là sứ mạng của Thầy. Vậy chừng nào Thầy về? Bây giờ lòng người còn dày còn khát, nước còn lúc lớn lúc rộng, dĩ như tháng 5, tháng 6. Chừng đó nước chảy xuôi một chiều, dâng theo một mối, thì chừng đó Thầy về. Ngài còn nói rất nhiều nữa, nhưng Thầy cấm nên tôi không dám kể, e trái lệnh, chỉ khắc ghi vào lòng lời dạy của Đức Tôn Sư. Ít lâu ta cũng trở về, khuyên cùng bổn đạo chớ hề lãng sao. Trì lòng chớ có núng nao, từ đấy nhớ vật mòn hao lần lần. Mấy lời nhắn lại ân cần, bổn đạo xa gần, nghĩ cạn mới hay. Trong bài dặn dò bổn đạo. Tiếp theo đến mẫu chuyện Nước Chảy Xuôi. Vào ngày 4 tháng 6 năm Ất Dậu 1945, tại sân vận động Mỹ Luân, Chợ Mới, thời Pháp sắp kết thúc, bất ngờ Đức Thầy nói cho tín đồ biết: Sau này tôi tạo điều kiện vắng mặt thời gian rất lâu. Bây giờ có người bà con với bà cả, mẹ xác thể Đức Thầy, từ Long Kiến tới dự. Nghe nói vậy liền hỏi: Thưa Thầy đi rồi chừng nào Thầy về? Chừng nước chảy xuôi thì tôi về. Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, nhớ lại chuyện xưa đã 30 năm, ông xuống nhìn sông Tiền xem nước cả buổi. Dòng nước vẫn lặng lờ trôi lên xuống theo con nước lớn rộng. Ông không sao hiểu được những ý tứ sâu xa lời dạy của Đức Tôn Sư. Về đọc lại nguồn sấm thi do Ngài sáng tác, chỉ hiểu đôi điều: Biết chừng nào được quy nhất thống, khắp hoàn cầu dân biết thương nhau. Nhắc ra thì dạ ngọc đớn đau, không nhắc đến biết đâu dân sửa. Cơm được chín ta nhờ có lửa, dân được vui nhờ lúc khải hoàn. Giác mê tâm kệ, thuộc theo lời ông Trần Văn Tư. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến mẫu chuyện ông Năm Chèo. Bây giờ tôi vẫn chưa thể hình dung những vấn đề trọng đại, sực nhớ đến chuyện ông Năm Chèo liền hỏi: Thưa Thầy, ông Năm Chèo có thật không? Con độ chắc là không, Thầy chỉ nói cho mọi người sợ để lo tu có phải không? Tôi nói cho ông biết, chỗ Năm Chèo ở bây giờ là phố xá nhà cửa, nên nằm chờ. Chừng tới thời kỳ thì nó dùng nổi lên, nhà cửa, phố xá đều sụp. Lúc đó nó há miệng nuốt một lần tới 500 người hung ác. Và Ngài lặp lại hai lần như vậy. Thôi Thầy ơi,
Ông có nuốt thì chỉ nuốt mấy người nhà nghèo, chứ còn mấy người giàu có, tới chừng đó họ khóa cửa sắt lại thì làm sao ổng lên mà ăn cho được. Tôi nói cho chú biện hay, người nào gây nghiệp ác thì chư thần lùa vào hết, không thoát ra nổi đâu. Thầy làm sao chỉ ổng? Chừng đó thầy cởi ngựa bạch bay về trị nó. Sau này đức thầy cho biết, thâu cho được con long ác nghiệp thì khắp nơi mới biết mến yêu. Tiếp theo đến mỗi chuyện, thầy chỉ lại Phật tổ. Thầy trò tiếp tục cuộc hành trình tới Châu Thiên, một cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, toàn cây bá tòng, xanh tươi ngút ngàn, như có bàn tay vô hình cắt đọt, không có ngọn nào cao hay thấp cả. Những hòn đá nhỏ lớn nằm ngổn ngang giống như bàn ghế của người trần chiên giòn. Đây là hòn thấp, kia là hòn cao, vuông, tròn, đủ cỡ. Trên mỗi hòn đá mặt bằng có 5 hay 7 hòn đá nhỏ như ghế ngồi, có lẽ để chư tiên hội ý. Khi còn cách tứ giao điện đối 100 mét, mặt trời vừa chén lạnh, rõ là cảnh tiểu bồng lai tiên cảnh. Đức thầy ra hiệu dừng lại, không cho nói chuyện. Tôi bước vào bên trong điện, rất là rộng rãi. Hang hốc chạy quanh có nhiều bàn thờ. Có ý tò mò nên lấy đèn sáp đốt lên, đi vào nhưng không thấy bóng người, chỉ thấy chén, bát, tương chao và chén đũa còn nằm trên mặt bàn. Vừa lúc thấy đói, sẵn có nồi niêu, tôi lấy cơm khô mang theo cho vào, múc nước thổi lửa, lặt rau lang luộc một đĩa lớn. Đây là bữa ngon nhất trong đời tôi. Đêm xuống đức thầy dẫn tôi lên nóc điện thắp hương cầu nguyện. Công phu xong, ngài cho biết, thầy chỉ lại Phật tổ, với các vị khác thầy được miễn. Tiếp theo đến mẫu chuyện nặng nợ thế gian. Đêm về nơi núi rừng sương xuống vô cùng lạnh lẽo, hai thầy trò ngồi giấy lâu. Đức thầy cho tôi biết, trên trước dạy thầy đem mày lên non 1 tháng, từ đây đến Lang Thiên, Trường Sanh, qua Nhị Hoàng, lên núi Tổ rồi trở về. Bạch thầy, đường xa dịu dời, còn phải giam mình trong chốn rừng thiên cực khổ, thực phẩm kém khuyết, e không đủ 1 tháng thì đói chết. Xin thầy đi gần hơn. Về sau nhớ lại câu chuyện này, tôi vô cùng ân hận, chỉ vì mình còn nặng lòng với thế sự, ham danh lợi, kém đạo đức, lại còn tham sống sợ chết, không chịu kiên tâm bền chí và chịu đựng gian khổ. Nhất là bên mình có duyên được ân sư dẫn hành hương trên non thiên, thật là đáng tội lắm. Bởi đức thầy đâu chỉ dạy cho tín đồ Phật giáo hòa hảo ở miền Tây Việt Nam, mà sứ mạng của ngài quá hiện đến cảnh giới Ta Bà để giáo hóa chúng sanh. Dạy chẳng đặng lòng như lửa đốt khắp dương gian chưa đặng 3 phần, kể từ đây tiên Phật thánh thần lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết, giác mê tâm kệ. Tiếp theo đến câu chuyện giếng nơi ẩn tu của quan ngự sử. Sáng ngày 10 tháng Giêng năm Canh Thìn 1940, đức thầy bảo tôi sửa soạn trở về. Thưa thầy, không sao đi tiếp. Ở nhà có việc lộn xộn, bây giờ về đường rừng, ông có sợ không? Bạch thầy, con ham lắm. Thầy chỉ xuống vực sâu chừng 10 thước bảo tôi xuống. Nhìn dốc đá hẫm, không làm sao có thể xuống được. Còn phân vân thì thấy một cành đại thọ nhánh ve ra, lá còn tươi tốt sum xê. Tôi liền vịnh lấy cành cây ấy từ từ truyền xuống tới nơi. Lòng phấn khởi rồi thỉnh thầy xuống. Ngài dẫn tôi vào trong giếng điện, bên trong thật rộng lớn, ăn sâu vô vách đá. Đức thầy giải thích, đây là nơi quan ngự sử cựu trào vào đây tu đắc đạo. Vì thuở ấy nước ta bị giặc Pháp thôn tính, ngài bất phục nên bỏ quan tìm lên đây ẩn tu. Tôi lên hương đèn đảnh lễ. Xong rồi ngài nói, tiến trên với quan ngự sử. Lúc ấy sao tôi vô ý quá, không dám hỏi tôn danh của ngài ngự sử, thật đáng tiếc. Đức thầy cầm khúc cây đi trước.
Tiếp theo là mẫu chuyện Câu chuyện siêu nhiên. Rời khỏi điện, hai thầy trò tiếp tục đi tới 10 giờ thì trổ ra suối lớn, suối Tức Xu. Dọc đường lâu lâu đức thầy lên tiếng gọi lớn: "Hỡi các vị thánh thần, hãy theo thầy xuống núi cứu thế trợ dân. Hôm nay thầy đã lâm phàm rồi, sao các ông còn ở đây?" Ngoài ra, ngài còn nói tiếng trên nghe rất lạ tai với các đấng vô hình. Tôi hỏi: "Thầy nói tiếng gì với ai mà tôi nghe không được vậy?" "Thầy nói chuyện với các bậc siêu hình." Hồi lâu thầy trò xuống suối, cầm nhánh cây nhỏ, thầy đi trước dọn đường. Tiếp theo, đến mẫu chuyện Một sự ám trợ. Đi tới 12 giờ trưa, hai bắp đùi của tôi sổ cứng ngắc, đi không nổi nữa, nên tôi lên tiếng: "Xin thầy dắt đi đường nào tắt, con đi hết nổi rồi." Tôi cố ráng sức đi một đoạn nữa thì tối tăm mặt mũi, hai tay quơ ôm lấy gốc cây bên đường và phiều phào nói: "Bạch thầy, con mệt quá không thấy đường đi." Đức thầy lấy tay vuốt vào ngực tôi, ngài móc trong túi áo ra một thứ lá dài dài giống như lá từ bi, bảo tôi nhai nuốt nghe có chất ngọt ngọt, hồi lâu là khỏe hẳn lại. Thật là đường gai góc thiên sơn vạn hải, hay là lần bụi bờ xuống thẳm lên đèo, trong bài Thu Đã Cuối. Tiếp theo đến mẫu chuyện thầy đi đàn nào trò đi đàn nấy. Đường đi càng lúc càng hiểm trở gay go, có lúc phải bò, khi lên tới đỉnh lúc xuống triền non, biết bao là cảnh trùng trùng điệp điệp của núi rừng. Đức thầy dắt tôi lên ngọn núi cao bằng phẳng, ít cây cối. Ở đây có con suối nước chảy chầm chậm, nước trong veo như mắt mèo, nhìn xuống tới đáy sâu độ một thước, có cát trắng. Thật là cảnh sơn thủy hữu tình, một cảnh thiên nhiên tuyệt tác. Đức thầy săn quần lội qua, tôi đi sau, thấy có thân cây ngã dắt ngang qua bờ suối. Vừa định bước lên đi qua, ngài lên tiếng rầy: "Sao không lội nước?" "Dạ bạch thầy, cây ngã nằm ngang đi qua sướng quá, lội làm chi cho ước mình." Đức thầy nghiêm giọng: "Thầy đi đàn nào phải đi theo đàn ấy. Tôi cấm, từ nay không được tùy tiện đi như vậy nữa." Tôi liền bước xuống lội theo thầy. Về sau tôi suy nghĩ về lời dạy này của đức thầy, nó vô cùng hàm súc nghĩa lý. Vì trên bước đường hành đạo rất gian truân cực khổ, hành giả không được tìm sự sung sướng mà quên đi bổn phận của người tín đồ, dù việc đạo hay việc đời, nhất là trong việc hy sinh cứu nước hay phụng sự đạo pháp. Quy y thì khá làm y. Tiếp theo đến mẫu chuyện Cuộc Thử Lòng. Thầy trò lại tiếp tục băng rừng lội suối, tới một nơi có tảng đá bằng phẳng mới dừng lại nghỉ chân. Mây bay là đà, hơi sương tỏa ra thấm lạnh. Tôi nhìn vào người, thấy nước da mình trắng đỏ. Tự nhiên đức thầy hai tay ôm đầu gối, vẻ mặt buồn buồn lên tiếng than: "Phen này chắc chết. Trên trước bảo thầy dẫn mày đến đây rồi bỏ đi đâu mất. Thầy thì không gia đình sự nghiệp. Hôm nay thầy có chết cũng yên thân, chỉ thảm thương cho mày có vợ con sự sản, mà nghe lời của khùng điên đến đây tuyệt mạng. Ôi đau khổ biết chừng nào." Tôi nghe mà phát sợ, cố gượng nói mạnh để trấn an mình: "Trên trước còn trong mình thầy chứ có đi đâu. Sao mày biết?" "Vì thầy nói được tiếng trên." Lúc đó tôi tưởng đức thầy thượng sát cởi đồng. "Tại miệng mày nói." "Nhưng sao tôi muốn nói mà nói không được. Thầy nghĩ coi, núi này tuy lớn nhưng cơm khô còn ăn được 3-4 ngày nữa. Xin thầy đi theo con suối này, có lẽ một tuần nữa cũng trổ ra. Nếu lương thực hết thì mình hái lá cây ăn đỡ đói cũng được." Đức thầy trợn mắt nhìn tôi nói: "Chết, sao mày dám nói dại vậy? Chẳng qua thầy muốn thử mày, cái sự nghiệp của mày chừng 2-3 ngàn đồng, gia quyến của mày chừng 50-70 người chứ có bao nhiêu. Còn thầy, nếu một mai mất đi rồi
thì muôn triệu tín đồ trong buổi hạ quan này lấy ai dìu dắt? Nghe thầy nói, tôi vô cùng hối hận vì sự mê lầm của mình. Lời châu ngọc của ngài đã ý thức và cảnh giác cho tôi biết rõ hơn sứ mạng giáp chúng thiêng liêng của đức thầy. Tiếp theo đến mẫu chuyện thần hổ dẫn đường. Đêm 12 tháng giêng năm Canh Thìn 1940, khoảng 3 giờ khuya, tôi vẫn không ngủ được. Bao nhiêu chuyện quyền bí chốn non thiên mà tôi tận mắt chứng kiến, nhất là lời nói sâu xa của đức thầy dạy ban chiều, đã kích động tận đáy lòng tôi. Sương khuya thấm lặng, bỗng nghe tiếng cây răng rắc khiến tôi lo sợ quá nên lên tiếng: "Bác thầy, giống gì lại gần mà cây gãi rắc rắc kia kìa? Đêm nay thần bạch hổ viếng thầy trò mình đó." Tôi lại càng sợ hơn nên nằm im. Lúc sau thì có một vị sơn thần hiện ra nói cho tôi biết sau 12 giờ trưa mai sẽ trổ ra lộ. Nói xong vị ấy biến mất. Tôi ngồi dậy thì đức thầy nói: "Xế qua mình mới ra khỏi núi." Thật vậy, trưa hôm sau là ngày 13 tháng giêng, hai thầy trò đi theo lối mòn cách chừng 100 thước thì có vài nhánh cây mới chặt, lá còn tươi. Đức thầy lượm lên đưa cho tôi cầm. Nhìn kỹ, tôi nghi trong lòng: có lẽ người tu hành nơi chốn sơn lâm này hay người đi rừng chặt cây làm dấu đi đường. Đức thầy nói: "Đây là dấu trên trước dẫn đường đó." Tiếp theo đến mỗi chuyện một câu nói dài. Thầy trò tiếp tục băng ngàn, bỗng nơi ngón chân cái của tôi bị dấp cục đá chảy máu dầm về, đau nhức vô cùng. Đức thầy ngồi xuống nắm ngón chân hồi lâu, máu hết chảy nên khỏi băng bó. Thầy nói: "Mình đi đã mấy ngày chân cũng mỏi, để thầy kêu hai con cọp lại mình cởi đi cho khỏe. Bác thầy chỉ cầu ơn trên che chở cho mình được bình an, chớ cởi cọp con sợ lắm, bởi lúc ấy có nhiều dấu chân cọp còn ràng ràng ở đây." Đức thầy lại nói: "Đài muốn cởi tượng voi không? Bác thầy, con chỉ ước ao sao thầy dắt con đi gặp được Phật tiên, vì đường sơn xuyên cực khổ quá mà không sao gặp được các ngài." Bực đế dương giàu sang tứ hải, những kẻ có tiền vàng hàng trăm ngàn lượng còn đi không được con đường này nữa. Họ có tiền đi máy bay xe hơi ở thành thị cho sung sướng, đâu dám liều thân tới đây để hy sinh cho uổng mạng. Đại có duyên lớn cùng thầy nên trên trước bảo thầy dắt cho đi non giải quả căn mà lo tu hành. Đại đi non 5-6 ngày với thầy, sao khỏi xa địa ngục 5-6 tháng. Thầy ơi, giải quả căn gì mà cực khổ quá, con xin thầy có giải thì về dưới thế mà giải." Quả không sai, khi về tới nhà tôi bị đau từ ngày 20 tháng giêng đến ngày 4 tháng 5 năm Canh Thìn 1940, tính ra là 3 tháng 14 ngày gần chết. Đúng là nói thì mắc, thắt thì rối, cái miệng kiện cái thân là điều đức thầy từng răn dạy. Tín đồ cùng các chư tăng từ rài sắp đến, nói năng chọn lời, trong bài Dặn Dò Bổn Đạo. Tiếp theo là chuyện lại nói tiếng đàn hổ miền. Thế rồi hai thầy trò cùng lội trổ ra lộ đá, chỉ còn cách mấy cây số. Phía trong con đường cam trại lên lộ đi được một khoảng khá xa, gặp một nhóm lục lộ đang tu sửa đường. Trong số đó có người đàn thổ Campuchia bước tới chắp hai tay cúi đầu: "Chà giá." Đức thầy liền lấy tay đặt vào bụng xoa bóp. Một lúc sau người ấy hết bệnh, thầy trò tiếp tục đi. Tôi hỏi: "Mới nãy người ấy nói gì với thầy vậy?" "Họ xin thuốc đau bụng." Nhớ lại khi còn trên non, tôi nghĩ dại, nếu xuống núi bị lạc đường vào sóc thổ sớm miên mà không biết tiếng của họ thì làm sao hỏi đường. Đức thầy nói: "Thầy biết." Lúc đó tôi chẳng mấy tin lắm, giờ tận mắt chứng kiến thì tôi hoàn toàn tin nơi bậc giác ngộ. Không học mà biết, có lẽ trong tiền kiếp ngài từng ở xứ cao miên. Giải đạo chánh vì hướng Nam Việt
ở cao miên, vì mến tân hoàng. Trở về Nam đặng có sửa sang, cho thiện tín được rành chân lý. Kệ Dân, quyển 2. Tiếp theo là chuyện từ Trần Điều đổi lãnh Trần Già. Về đến Trần Giọt là 6 giờ chiều, tôi trình với Đức Thầy đi mướn nhà nghỉ. Nhưng Ngài bảo, hãy đi kiếm xe chạy về Châu Đốc mà gửi hành lý. Rồi Thầy dắt tôi tới tiệm cơm, ăn xong trở về chỗ đậu xe, người tài xế hỏi, hai ông ở Châu Đốc phải không? Phải. Anh ta hỏi tiếp, hai ông có hay chuyện gì xảy ra ở Tân Châu không? Tôi hỏi, chuyện gì vậy? Ông Đạo Quốc chém người tế cờ ở Tân Châu, bị Pháp bắn chết, và bắt hàng ngàn người có liên quan, nay còn ruồng bố để bắt thêm tín đồ của ông Đạo Quốc đó. Thấy tôi lo lắng, Thầy hỏi, sợ lắm sao? Chẳng hề gì đâu. Thật đúng như lời của Ngài, trên đường về thấy mọi người sợ liên lụy nên nhổ bàn thông thiên bỏ nằm ngủ ngang. Khi về tới Hòa Hảo, Đức Thầy tức cảnh ngâm bài thi tứ cú. Đạo ác xảy ra rất thảm phiền, làm cho dân sự nhổ thông thiên. Xô nhang ít bữa rồi trồng lại, thần thánh đi xa khó rước liền. Nhổ bàn thông thiên. Tiếp theo là chuyện báo vật âm đình Tây Dữ. Đến 3 giờ chiều ngày 13 tháng Giêng năm Canh Thìn 1940, hai thầy trò về tới nhà bàn. Tôi sửa soạn vào tiệm ăn, thì ông Hương giáo tập bước tới mời Đức Thầy và tôi về nhà dùng cơm. Tối đến, nhạc mẫu ông giáo tập, bà Ba Ngọc thỉnh Đức Thầy đến nhà dâng dưa hấu cúng Phật. Bổn đạo ở đây nghe tin Đức Thầy về nên tới thăm và nghe pháp rất đông. Có một cụ già muốn thử Ngài nên hỏi, bạch Thầy, xưa Phật Thầy Tây An ký thác trong đình Tây những vật gì, và ngày nay có còn không? Đức Thầy trả lời liền, một cây mung, một sợi dây ngũ sắc, hai món bất một. Lặng tinh hồi lâu, ông ấy hỏi tiếp, bạch Thầy, tại sao bất vậy? Bởi kẻ giữ báo vật không biết tôn trọng mà còn hủy hoại nó, nên Phật thâu về. Lúc ấy, tôi ngồi gần bên ông Hai Phổ nên hỏi nhỏ, mất món nào? Mất sợi dây ngũ sắc. Tôi ngồi kế hỏi tiếp, ông Phổ cho biết, do con cháu ông Đình Tây tham mê đua bò, cờ bạc quyết tranh phần thắng, nên họ lấy sợi dây ngũ sắc đóng vào mũi bò, nhằm trấn ếm các pháp sư người Miên. Bấy giờ rễ ông Năm Hạnh còn giữ những báo vật của Đức Phật Thầy trao lại cho ông Đình Tây, gồm một lưỡi câu dài 1 tấc 4 phân rưỡi, đo bề ngang ngạnh bén và dài 5 phân 3 ly, một lưỡi mung bị mẻ 1 góc đích, bề dài 3 tấc 6 phân, có lỗ sau cây đục để tra cán, 2 mũi lao nhọn dài dài, mỗi mũi 5 tấc, tất cả đều rèn bằng sắt, 1 sợi dây ngũ sắc thì xe tơ bằng chỉ ngũ sắc, bằng đầu đũa ăn, dài 16 thước. Bây giờ đã đứt mất đi nhiều, riêng sợi dây 5 màu là 1 phép linh. Con cháu ông Đình có đau thì người nhà thỉnh xuống quấn vào cổ là hết bệnh. Nguyên ông Đình Tây, Bùi Văn Tây là 1 trong 12 ông đạo thập nhị hiền thủ của Đức Phật Thầy. Xưa Ngài trao cho ông Đình những báo vật ấy để trị 6 năm chèo 6 thần, chính là con lòng ác nghiệp. Sau đây là chuyện phép linh. Tiếp theo, một ông lão khác hỏi, bạch Thầy, mấy ông đạo trên núi thường luyện bùa phép để ngày sau phò du giúp nước, còn Thầy sao không dạy đệ tử luyện phép như bên tiên đạo? Đức Thầy ung dung trả lời, đạo Phật chỉ dạy con người tu tâm sửa thánh cho được trọn lành trọn sáng, còn phù phép thuộc về tà giáo, vì còn nuôi dưỡng sự cạnh tranh hơn thua. Phép linh cũng như cá linh, nước vừa chớm giật thì loài cá này đua nhau lên trước, nên phải chịu chết sớm. Các ông đừng tham nên ứng mà bỏ mình. Mọi người có nhận ra được lẽ thật nên cảm kính bội phần,
Điều này trong sấm giảng Ngài dạy rõ. Gác đầu tà mưu theo âm thầm, dần răng tranh kéo lầm mà khổ. Chúng nó xuống khuyên rằng nhiều chỗ dùng phép mê màu, lè mắt chúng sanh. Ai hàm linh theo nó tập tành, xa cảm bậy khó mong sống xót. Ta chẳng phải dùng lời chuốc ngót mà làm do dân chúng say mê. Nẻo chánh tà biện luận nhiều bề, cho bá tánh tìm nơi cội gốc. Lừa cho phai kèo xưa danh mọc, đừng để lầm thở theo sơn gia. Cá linh còn gọi là cá lên, là loại cá trắng, dễ nhỏ, sống thành đàn ở vùng nước ngọt. Tới mùng 5 tháng 5 hàng năm, loại cá này từ trên thượng nguồn, đất Miên, theo dòng sông Mekong chảy về hai con sông Tiền và Hậu. Khi nước tràn vào ruộng đồng, kinh rạch, nó theo và lớn dần lên. Đến thượng tuần tháng 10, nước hạ xuống. Loại cá này theo con nước ra sông, lên xanh nước, nên cư dân dùng sông nước chuyên nghề hạ bạc, gọi mùa cá lên trở thành cá linh. Cá này có ba loại: linh tròn, linh rìa và linh bảnh. Đây chỉ cho sự xu hướng dối tu, ham chạy theo thính linh ông này bà nọ, không chánh tâm lo trao sửa thân tâm. Cũng còn chỉ cho hạng ham mê danh lợi hoặc người tu tướng hữu vi. Giếng núi Trà Sư. Sáng ngày 14 tháng Giêng năm Canh Thìn 1940, Đức Thầy dắt tôi lên giếng núi Trà Sư. Lên tới đỉnh núi, Ngài chỉ con đường nhà bàn xuống Xà Tón, tức là dùng Tri Tôn, Châu Đốc, An Giang, cho biết. Ngày sau đến thời kỳ hỗn loạn, các nước tràn vào đây mong chiếm phủ báo, thì con đường này hay phơi chật đất, máu chảy thành sông, còn gọi là huyết lưu mãn địa. Đây là cơ thiên định, giảng xưa cho biết. Hà quân mỗi việc mỗi mòn, mòn sông mòn biển lại còn mòn non. Đổi chồng đổi vợ đổi con, đổi sông đổi núi đổi hòn hà đổi châu đốc đổi tỉnh biên, thất sơn lại đổi qua liền nhà bàn. Qua liền năm nước chật đàn, qua lộ dân giao máu tràn như sông. Tứ Thánh dặn trong bá tánh di đời, chừng đến diệt đời châu đốc quyết lưu. Phật Thầy Tây An thuật theo lời ông Biện Đài Ngô Thành Bá. Ông Biện Đài Ngô Thành Bá sinh năm Bính Thìn 1916, từ trần ngày 9 tháng 10 năm Ất Sửu năm 1985, thọ 79 tuổi. Tiếp theo là mẫu chuyện Đặt Bàn Hương Án. Đầu ngưỡng vọng đất trời minh chứng, tấm lòng thành quyết dĩnh đảo đời. Thu đã cuối, lúc mấy giờ khoảng giữa chiều, 4-5 giờ. Sau khi năm truyền, quản gia được anh Tư hướng dẫn dọn một bàn hương án trước sân nhà bác cả bộ, tức Đức Ông. Nghi lễ gồm một lư hương, một cặp đèn,
ba chung nước lạnh, một chung bông. Hương hoa tịnh thủy, xếp hai hàng ghế đặt dàn hai bên sau bàn hương án, và hàng ghế đối diện bàn hương án. Bấy giờ anh Tư, Đức Quỳnh giáo chủ, được 19 tuổi 6 tháng, pháp thân mặc quốc phục, áo dài khăn đóng, nhờ cha tôi và mời song thân ông bà cả ra chứng kiến. Bà cả ra trước, còn ông cả mời đến lần thứ ba mới chịu ra. Thân mặc áo túi trắng cột tai, quần đen cột dây lưng màu xanh. Từ nhà đi ra và mời ông Quỳnh Văn Quốc chứng kiến, để người nhận sứ mạng với cách đấng thiên liêng như ngài cho biết. Ta thừa vinh sắc linh thế tôn, khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Tùy phong hoa dân sanh phù hợp, chấp bút thần tả ức bổn kinh. Diệu pháp quang minh dài. Ta vì dinh sắc linh ngọc tòa, đền linh cứu sơn trung chịu màng. Giác mê tâm kệ. Ban đầu bác cả chưa mấy tin, nên ra ngồi bệt một bên chiếu, gương mặt không vui, lấy 20 đồng bạc để trên bàn, nói trọng: Nè, tôi cúng các người 20 đồng bạc, muốn làm gì thì làm đi. Thật ra ông cả nào biết sứ mạng của ngài cao cả ra sao. Vấn đề này được cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ghi vào Sấm Ký Bạch Dân Thi Tập đã mấy trăm năm. Dục thức thánh nhân xứ đa xuất ứng bảo giang, dục thức thánh nhân hương thủy lam bảo trung tà, dục thức thánh nhân tính mộc hạ liên dinh khẩu, dục thức thánh nhân diện tô tầm trường cú kiến, giang nam nhị thủy quyện tại sơn vô hổ lan, thất thập nhị hiền tướng phụ tá thánh quân dương, phá điền thiên tử xuất bất chiến tự nhiên thành, tư tâm dục thức thánh nhân diện lưỡng biên bàn hoạt tùy nhất khôi, thủ túc chánh dương tam luân tự kỷ mão hoàng khai Phật giáng sinh, long dĩ xà đầu khởi chiến tranh, mã đề dương cước anh hùng tận, dương tạo càng khôn thay tan tành, khỉ ngồi ăn trái chờ gà đến, canh khuya gái thúc dục đầu gành, non sông sương lệ hai còn một, khuyển thủ minh dương ngự sơn thành, thuật theo lời ông Lê Thành Mân. Mẹ bác cả đức ông thứ hai, bà nội tôi thứ ba, cha tôi là ông Lê Phong Thạnh, hương bộ làng Hòa Hảo, là anh em, và mẹ ông Trần Văn Soái, năm lửa là thứ sáu. Tiếp theo là mẫu chuyện lễ tế cáo hoàng thiên. Hòa khôn hảo cảnh xứ chi ta, tạm dắt nhân sanh khỏi ái hàn, tạo sát quỳnh danh thanh sắc trẻ, chờ thời thiên định thiết hùng ca. Thế là khoảng giữa giờ Dậu, 5 tới 6 giờ chiều 30 phút, ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ngày 4 tháng 7 năm 1939, mọi người trong già và những người có tính hiếu kỳ đứng xung quanh coi cậu Tư thiết lập đàn tràng gì. Người vào thắp hương trình lễ cửu quyền thất tổ và ngôi tam bảo, thông qua ông bà cả và ứng khẩu nói lên sứ mạng giác chúng thiên liêng. Lòng thương lê thơ đáo ta bà, thờ truyền pháp luân dùng khuyến ca, cảnh tình người mới về cõi ngộ, dài răng kẻ tục dược đêm.
Chuyển pháp luân. Tiếp theo là mẫu chuyện lễ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Viết một ngõ nơi này, một tấc đêm đạo lành ban rải nơi nơi, mang chờ trong ba tánh thành thơi, khắp bốn biển liên dây Hòa Hảo. Ngài bước tới bàn hương án, đốt ba nén hương, rồi quỳ xuống khấn vái lăm râm và đứng lên cắm hương, lại bốn lại, xoay bốn hướng. Sau cùng, Ngài quay về hướng Tây lại ba lần, mỗi lần bốn lại. Lễ xong, Ngài đứng trang nghiêm, ứng khẩu, nói lên sứ mạng giáo dân hướng thiện. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta quá hiện ra đời, cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp, mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chớ có về đâu, chuyển kiếp ra từ lâu, chờ đến ngày đã trở thế. Trích trong bài Sứ Mạng. Giọng của Ngài trong trẻo gian xa, mọi người chứng kiến đều im lặng lắng nghe. Từ đó Ngài chính thức lấy danh cho nền đạo là đạo Phật giáo Hòa Hảo, và cho biết nguyên nhân ra đời giác chúng. Đạo mở cửa bài câu minh mục nước ba, tươi tắt lòng phàm cõi trung ương luân chuyển phương nam, mở hội thánh chọn người trung yêu. Diệu pháp quang minh thuật theo lời Bác Trần Văn Phát ở Long Điền. Người tổ chức đại lễ 18 tháng 5 đầu tiên là ai, năm nào và ở đâu? 1. Sau ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo tại Tổ đình Hòa Hảo, nhà ông cả, thân sinh xác thể của Ngài ở làng Hòa Hảo, thì 8 năm sau, ông Ngô Trung Hưng, tức Lâm Thế Xương, ở Mỹ Hội Đông, Chợ Mới, có sáng kiến tổ chức kỷ niệm ngày đại lễ 18 tháng 5 Đệ Bát Chu Niên, tức là 8 năm tròn, hợp cùng với các ông Lâm Thành Nguyên, Lương Trọng Tường và nhiều bậc trí thức trong đạo, có mời Đức Ông. Nhưng Đức Ông có việc không thể tới dự tại vườn tre ông Bảy ở Kinh Đồng Tân, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, Long Xuyên. Đồng đạo chung góp lương thực, tổ chức đãi bá tánh đồng đạo gần xa. 2. Năm sau, hai ông Lâm Thành Nguyên và Lương Trọng Tường tổ chức đại lễ 18 tháng 5 để cử chu niên tròn 9 năm tại Hòa Hảo. 3. Sau khi chế độ độc tài Ngô Triều sụp đổ, cơ cấu nền đạo được phục hoạt, ngày 1 tháng 12 năm 1963, một đại hội đặc biệt thống nhất thành lập Ban Vận động Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Năm 1945, Đức Thầy thành lập Ban Trị sự Trung ương đầu tiên, Ngài là Chánh Hội trưởng, Hội phó Lão Việt Châu Nguyễn Xuân Thiếp, Chánh Thư ký Lão Lê Văn Kinh tức Lương Trọng Tường, Trung Bá Khánh kiểm soát. Theo Thành Đồng Lũy Sắc, MT, ngày 18 tháng 11 năm 1964, Đại hội bầu Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, gồm 17 vị nhiệm kỳ 1, đầu tiên năm 1964-1966 làm lễ ra mắt. Trong nhiệm kỳ này có mấy vấn đề liên quan. Ngày 22 tháng 3 năm 1964, Trung ương Giáo hội ra thông báo tổ chức lễ kỷ niệm 17 năm Ngài Đức Thầy thọ nạn tại Đốc Vàng, cầu nguyện cho quốc thế dân an, hòa bình thế giới và Đức Tôn Sư mau trở về. Ngày 15 tháng 5 năm 1964, thông báo tổ chức đại lễ 18 tháng 5, đệ nhị thập ngũ chu niên, 25 năm tròn, Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, tổ chức Hoa Đăng Xa Thủy Lục. Từ đó đồng đạo khắp nơi tổ chức và tự nguyện góp lương thực, bầu bí và các trạm cơm đãi đồng đạo cùng khách thập phương về dự lễ. Tin tức từ Đuốc Từ Bi số 1. 4. Thời kỳ chuyển tiếp, thông báo số 51/TB-TGCP ngày 8 tháng 4 năm 1999
nhà nước chấp thuận cho Phật giáo Hòa Hảo, thành lập ban vận động giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. 10 ngày sau, ngày 26 tháng 5 năm 1999, tổ chức Đại hội đại biểu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, thành lập ban vận động và quyết định số 21/QĐ-TĐ-CB của Ban Tôn giáo Chính phủ ngày 1 tháng 5 năm 1999 về việc chấp thuận tổ chức và hoạt động của Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo. Đến ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1999, Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức kỷ niệm 61 năm ngày Đức Bình Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Tiếp theo là bài ý nghĩa bức thông điệp, bài sứ mạng. Ngài bị nhà cầm quyền thực dân Pháp an trí tại Bạc Liêu, ở nhà ông Võ Văn Giỏi. 3 năm sau, đến ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ 1942, Đức Thầy mới chính tay viết bài sứ mạng. Xin xem trong trang 5. Sứ mạng của Đức Bình Giáo chủ. 1. Báo tin Ngài tận diệt cận kề. 2. Đưa các thiện căn đến dự hội Long Hoa. 3. Đánh thức các linh hồn đã gieo thiện duyên với Ngài nhiều tiền kiếp. 4. Chấn hưng Phật đạo. Và 5. Phò trợ Thánh Dương, báo ơn thủy thổ đất nước. B. Mục đích của Phật giáo Hòa Hảo. 1. Giảng hồi đạo nhân. 2. Xương minh đạo Phật. Duy trì chánh giáo của Phật Tổ Thích Ca. B. Dắt người trở lại đường lành. C. Khiến cho người tự tỏ ngộ. D. Đưa chúng sanh đến cảnh thượng nguyên thánh đức hay giảng sanh cực lạc. Đây chính là ngày Đức Quỳnh Giáo chủ hoàn thành 5 sắc lệnh, khai mở cùng một lúc 2 hội Long Hoa và Long Dân. Hội Tôi Chúa Trùng Phùng có sự chứng minh của Đức Phật Tổ A Di Đà và cộng đồng tam cõi. Đức Quỳnh Giáo chủ minh định khá tỏ tường. Ôi cha nghĩa mẹ, nghĩ phải đền một ngày hiệp mặt lập nền từ bi. Những mơ hồi dành cho kẻ lòng trung chánh đi trực quân cùng thần nào nức vui tươi liên qua đua nở nụ cười trước tôi lương đông chào người chân thần tiên hiệp mặt thầy cô quá lâu mắt nhìn thấy thần thông biến qua đất Di Đà hiện cho hào quang Việt Nam là giống hồng bàng không còn hung bạo lắm loạn như nay dòm khắp chốn rồng mây chơi dân dân hai lòng hết bận thiên cờ biến ảo diệu quyền hiệp chung tam cõi dưới
bút nguyên hạ viết bài an lạc. Mỗi chuyện thử tài đối thi. Lối hạ tuần tháng 8 năm Kỷ Mão 1939, một hôm như thường lệ, ông Hương Cả đào thành đô, cho phu chèo ghe xuống Hòa Hảo, đi ngang làng Phú Thuận, ghé vào thắp hương cho thầy cũ là cụ Tú Tài Thường. Bây giờ ông Bảy Hinh, con cụ Nguyễn Hữu Thường, làm sẵn hai câu đối: mảnh thủy bất lưu thông đế nguyệt, cuồng phong bất tống bích dân gia. Tạm dịch: dũng nước dù có chảy mạnh cũng không làm trôi được bóng tranh soi đáy nước, cho dù gió mạnh có thổi cũng không sao trôi được bức tranh trên tường. Ý thầy từ tuổi nhỏ trình độ không là bao, làm sao thay đổi vận mạng thời thế của đất nước. Ông Bảy Hinh lấy giấy ra gửi ông Cả Đô đem xuống tổ đình Hòa Hảo trao cho thầy Tư. Sau một lúc hàn huyên, ngài trách khéo: ông Cả sao lãnh chuyện nhắn gửi làm chi? Nếu ai muốn thử thi thơ thì cứ trực tiếp xuống đây trao đổi hoặc đàm đạo. Đoạn ngài hỏi ông Cả Đô: còn câu đối nào gửi tôi sao ông Cả không mở ra? Lúc này ông Cả Đô lấy trong túi, hai tay đưa ra, chẳng những không xem mà đức thầy lật sao tờ giấy đối ngay: điêu trùng ti tiểu vô tâm đài, thục huyển huệ nhật bất thất quan. Có thể hiểu, có ngọt lòng nhỏ nhoi, chỉ biết đục sắt không làm nên chuyện lớn được. Còn loài chó ở nước thục chỉ biết gặp ánh mặt trời là ngóng cổ sủa sen. Chỉ sự ganh tị của ông Bảy Hinh không biết rõ ngài có sứ mạng hay trọng trách gì nên ngông cuồng như thế. Quả xong đức thầy đưa cho ông Cả đào thành đô, ngài tiếp tục thuyết pháp. Quần chúng say sưa nghe thuyết giáo. Đến 10 giờ khuya, đức thầy nói: bà con ai ở gần thì về nhà, còn ai ở xa thì ở lại nghỉ. Riêng ông Cả Đô muốn biết đức thầy có ngủ như người bình thường không, nên để mắt thăm dò. Trời về khuya, mọi người đều ngủ say. Đức thầy vào phòng riêng. Ông Cả Đô nhẹ nhẹ bước vô, vén hé tấm màn thấy một ông già đang ngồi viết, vội lui ra. Một lúc sau, ông nhẹ bước trở vào. Lần này thấy ngài đang ngồi tịnh. Đến lần thứ ba, ông thấy đức thầy ngồi đọc nhật trình là báo cho đến canh năm. Ngài kêu bốn đạo công phu trời sáng, đức thầy nói với các tín đồ: đêm qua ai ngủ cũng ngon, chỉ tội cho ông Cả Tân An suốt đêm không chịu ngủ. Ông Cả Đô giật mình, càng thêm kính phục, vội vã xin phép ra về. Tới làng Phú Thuận, ông cho ghe đậu lại, lên gặp ông Bảy Hinh, kể qua mọi việc và nói: tại hai anh nên tôi bị đức thầy quở trách. Đoạn trao hai câu đối quà của ngài cho ông Bảy Hinh. Ông vừa xem vừa gật gù suy nghĩ. Lúc ấy ông Năm Di rầy em trai là ông Bảy Hinh: tôi đã bảo chú đừng có ỷ tài đụng chạm đến người ta rồi đó, ngửa cổ mà nghe. Được biết trước đó ông Năm Di có cảm ông Bảy Hinh, nhưng ông Hinh không chịu nghe. Sau đó hai anh em xuống Hòa Hảo xin được thọ giáo quy y, thuật theo lời ông Đào Ngọc Trác, cháu của ông Cả Đô. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến mẫu chuyện thiếu đức tin. Vào ngày 1 tháng 5 năm 1939, viên chủ quận Chợ Mới là ông Lê Tấn Hẩm ở gần chợ Nhân Hòa Cái Đầm, vốn là viên chức tay sai đắc lực của thực dân Pháp, qua Hòa Hảo dò xét một phong trào đạo đức đang lớn mạnh, theo y sẽ ảnh hưởng có hại cho các công cuộc trị an của nhà nước Đại Pháp. Vừa bước vào nhà ông Cả Bộ, chủ quận Nẩm tự vào ngồi ngay chiếc trường kỷ đặt giữa nhà khách, lên giọng quan quyền: chào thầy Tư, tôi là chủ quận Chợ Mới, nay tới hỏi một số việc, hãy trả lời cho tôi biết. Ông chủ trương dạy bổn đạo tu vô vi, sao còn cho bệnh nhân uống thuốc bằng nước lã giấy da? Phải chăng ông mê hoặc dân chúng theo lối mê tín dị đó? Đức thầy ung dung đáp: tại họ thiếu đức tin. Thế là ông chủ quận Lê Tấn Hẩm đứng dậy ra về làm phúc trình. Thời gian sau họ dời ngài khỏi Hòa Hảo, thuật theo quyển Thất Sơn Mầu Nhiệm. Tiếp theo đến mẫu chuyện đối lý.
Khoảng trung tuần tháng 5 năm Canh Thìn 1940, từ Thốt Nốt, ông Nguyễn Trọng Quyền xuống Cần Thơ thăm một người bạn thân. Vào nhà, thấy người bạn đang tiếp chuyện với ba người bạn khách, tán dương công đức thuyết pháp trị bệnh cho bá tánh của đức thầy tại nhà ông Hương Bộ Thành. Còn hết lời ca ngợi ngài là thần y, một bậc thông kim bát cổ, kể cả việc sáng tác thi thơ kệ giảng khỏi cần dễ nháp. Đặc biệt là ngài vừa viết vừa giảng giải đạo lý cho mọi người nghe, từ đó quần chúng tìm tới quy y ngày càng đông. Thật đúng như lời, miệng nhích môi đầy văn tao nhã, hạ bút thần thơ đã đề khai. Nghe bạn ca ngợi hết lời, khiến ông Trọng Quyền không vui còn sanh tâm đố kỵ. Vì ông là nhà biên soạn cải lương, tuồng cổ có tiếng tăm cho các đoàn hát hữu danh lúc bấy giờ, nên nói với bạn mình, muốn biết thầy của anh thông minh, tài trí cỡ nào để tôi viết ít chữ cho anh tới đưa cho thầy anh, ông ấy mà đối lại được, lúc đó mới biết thật sự là hay với vợ thế nào. Vậy anh Quyền viết ngay để tôi đi liền, còn các anh cũng ở lại chơi. Tôi đi chừng khoảng 3 giờ chiều là về tới. Ông Trọng Quyền lấy giấy viết và phong thơ đặt bút, viết thành câu đối, hữu thị hữu chung tức thị đạt. Ông rút ra từ đoạn kinh Phật, đạo bổn vô chung thị, minh minh hà sứ tầm, thanh tịnh vô vô pháp, chánh đạo hiện chân tâm. Tạm hiểu, đạo vốn chẳng đầu đuôi sao trước, khắp muôn phương khó thể tìm ra. Nếu tâm buông hết niệm tà, tự nhiên tánh đạo lộ ra nơi lòng. Bởi đạo không ngoài bản tâm, muốn thấu đạt phải quay về nội tâm soi rọi mới mong đạt quả. Chớ chạy theo hình tướng bên ngoài, tướng hữu vi quyết không bao giờ gặp, rồi xếp lại cho vào phong bì, đưa ra cho bạn và căn dặn, nhớ nói với thầy của anh đối lại trong tờ giấy này. Thế là người bạn chủ nhà xuống bến sông, kêu đò chèo vô Kinh Sáng Sà No làng Nhân Nghĩa, tới nhà ông Võ Mậu Thành. Thấy khách còn đông nên đứng chờ, thầy hốt thuốc cho bá tánh vừa xong, ngài lại tiếp tục giảng giải đạo lý, khiến người bạn đứng nóng lòng, nhưng chẳng dám bước vào, chỉ lấy phong thơ cầm trong tay sẵn chờ. Bây giờ đức thầy giảng kết thúc một đoạn, rồi ngưng lại xoay sang nói, ông khỏi cần đưa cái thơ, về nói với người bạn của ông, thầy tôi bảo, toàn thị toàn chung tức thị đạo, thì ông ấy hiểu. Vậy là người tín đồ bỏ phong thơ vào túi xuống đò đang chờ sẵn, về tới nhà, mấy người khách còn ở đó chờ. Anh trao thơ lại cho bạn. Ông Nguyễn Trọng Quyền mở ra, ngạc nhiên vì không thấy lời đối đáp nên hỏi, sao thầy của anh không trả lời ngay trong giấy? Anh bạn thuật lại lời của đức thầy. Ông Quyền im lặng, xếp thơ, bỏ vô túi rồi bước lại ghế bố, nằm gác tay lên trán. Thế vậy, mọi người cũng im lặng, có lẽ mỗi người cùng suy nghĩ. Nếu đức thầy không phải là bậc siêu phàm nhập thế, thì làm sao đối nổi câu đối khóc búa như vậy? Bởi lẽ ông Nguyễn Trọng Quyền là người thông cả Hán và Pháp văn, là soạn giả nổi tiếng trong những năm 1930-1940 về sáng tác tuồng cổ. Vì vậy rõ biết đạo là vô tướng, vô thị, vô chung, nên đưa ra chữ hữu, nghĩa là có. Gài thế buộc đức thầy phải đối lại là vô, tức còn kẹt vào cái chắc không. Ấy thế mà ngài vượt lên cả hữu và vô, thay vào chữ toàn, đồng nghĩa với thành toàn, tức vượt lên tất cả, kể cả hữu hay vô. Song song đó đánh tan cái bản ngã đố kỵ của tác giả Trọng Quyền. Thời gian không lâu sau, ông tìm đến quy y Thọ Giáo với Đức Huỳnh giáo chủ, thuật theo lời ông Nguyễn Văn Nam. Tiếp theo đến mẫu chuyện Thử Ý. Một đêm hội ngộ vô cùng lý thú tại nhà ông Lâm Tuấn Dĩ, ông cả mười, cùng các nho gia Nguyễn Thanh Tân, Lương Văn Tốt. Đặc biệt có ông Chính Diệm, tức là ông Nguyễn Kỳ Trân, từ làng Chiếu Định Yên, quận Lấp Vò, lên tìm đức thầy ở Hòa Hảo. Khi nghe tin ngài qua Mỹ Hội Đông, quận Chợ Mới, ngày 22 tháng Giêng năm Canh Thìn, ông tìm tới. Và ngay đêm hội ngộ ấy, ông Chính Diệm đã tâm phục và khẩu phục.
vốn là bậc túc nho nặng lòng yêu nước, khi nghe Đức Thầy ra đời khai đạo, đem tôn giáo khuyến dạy nhân sanh làm lành lánh dữ. Theo ông, e là mất nhuệ khí đấu tranh giành độc lập cho quê hương xứ sở. Người ấy lại là một thanh niên có tài thi thơ, nên quyết tâm tìm đến thử tài. Đêm đó, ông làm hai bài thơ Bát Cú Đường Luật, hai bài thi Tứ Cú. Đức Thầy đáp quả hết và cho thêm hai bài Tứ Tuyệt. Nay chỉ trích một bài. Đây là bài của ông Nguyễn Kỳ Chân. Cường khấu xâm lăng kỷ thập niên, vị tri đại đức giáng hà tiên. Hy di ngũ quý kim an tài, thái thượng tam dương cổ bất truyền. Độc nhãn xa đà tàn bắc địa, liên mi chớn màng ẩn nam thiên. Phòng ngư xích dĩ đương kim nhật, dẫn lãnh minh lương trứ tổ tiên. Bài thi này, ông Chính Diệm có ý trách Đức Thầy rằng, giặc xâm lăng nước ta đã mấy mươi năm, không biết ông là vị tiên chi xuống thay. Những vị tiên như Trần Đoàn, Hy Di, Khương Tử Nha, Khương Thượng đều đi ẩn nơi đất Bắc hoặc trời Nam. Chỉ thấy hiện nay có con cá phòng đuôi đỏ, lá cờ tam sắc của Pháp, bay khắp đất nước. Nếu Ngài là bậc minh lương, thì hãy đã cho nó một cây roi tiên. Mặc dù từ trước Đức Thầy chưa từng học chữ Hán, vậy mà Ngài ứng đối ngay không cần suy nghĩ. Thiên ký lạc hồng đắc ngũ niên, sơn trung hồi giả bí danh tiên, trần nhân đại thế nam tồn tại, lão đạo tiền phong bắc ký truyền, trình mổ ngộ kim khuê cổ địa, xích mi hải hội luật trừng thiên, dĩ phi minh đế đồ tôn nhật, thạnh khí đào thinh giác kỷ tiên. Nội dung bài này chẳng những Đức Thầy quả cả giận bình và cắt, đối ý và lời một cách hoàn chỉnh, còn tiết lộ quê quán danh hiệu xưa của Ngài, đồng thời cho biết do thời kỳ minh đế chưa đến, trước khi tới rồi chẳng những đánh nó là giặc Pháp một roi mà không biết bao nhiêu roi nữa. Quả đúng như vậy, ngay thời điểm làm thi là năm 1940, thế lực của thực dân Pháp còn khá mạnh trên đất nước ta. Nhưng 5 năm sau, chúng bị tước quyền hành hết từ tay quân Việt Nhật. Và chính đó là cơ hội đến cho công cuộc giành độc lập chủ quyền cho dân tộc Việt Nam, thuật theo lời ông Lâm Tuấn Dĩ. Tiếp theo, đến mẫu chuyện Lại Thử Tài. Là một nho gia ở Bình Thủy, Long Xuyên, nghe tiếng tâm thầy Tư, thường đối đáp thi thơ với nhiều nho gia học giả quyên thâm, nên ông có ý làm sẵn 5 bài thi đường luật đem qua Hòa Hảo ngay ngày đầu năm Canh Thìn. Tới Hòa Hảo, nhà ông cả bộ trước đông người nơi chiếc trường kỷ, ông vào vái chào mọi người, được thầy Tư đáp lễ và nói ngay: ông tới thử tài tôi có phải không? Thử thì không dám. Có tôi mới nói. Vừa nói, thầy Tư lấy bút mực cúi xuống bàn viết một mạch không chút suy nghĩ, viết xong đưa cho ông Hiệp Hòa và nói: tôi chỉ đáp quả trước một trong 5 bài thi của ông. Đây là bài quả thứ 5. Đức Thầy Hòa: hồi đầu điểm đạo chuyển phong cương, háo thắng bi ly đạo khổ trường. Tề tướng cam phong an diện nhị, hàng nhân thọ khóa tác tâm lương. Thiên tôn mật sát nhân gian pháp, Phật lý di khai đại hội trường. Tam bá ngoại niên chơn bút hiệu, hàng lâm nhất đấu dịnh thiên chương. Hòa Hảo mùng 1 Tết năm Canh Thìn. Coi xong, ông Quỳnh Hiệp Hòa mặt biến sắc, đôi mắt nhìn thầy Tư, rồi đưa tay vào túi lấy ra một xấp giấy, kéo ra có 5 bài thi. Ông chắp tay thi lễ, mong thầy Tư rộng lòng quan hỷ. Đây là bài thứ 5 của ông Quỳnh Hiệp Hòa. Ông Quỳnh Hiệp Hòa sướng: phiến ngôn đại chấn điểm nam cương, khẩu tụng văn dương dị bốc tường. Giữ thiện ngôn ngôn tung nhất nhị, hành nhân tịch tịch mụi tâm lương. Mã Lai thủ thị
danh thương pháp, thủy kiệt trưởng thâm tẩy khổ trường, thi vấn hồi âm tri bửu hiệu, tứ minh tam dị hiển văn chương. Nhóm sưu tầm. Chú thích: nếu chiếc tự sáu câu đầu của bài thi có mấy vị có tên sau đây: Trạng Trình, Cử Đa, Đề Thám. Ý ông Hiệp Hòa hỏi ngài có phải là một trong các ông này trở lại chăng? Tiếp theo đến mẫu chuyện chỉnh lời. Lúc Thực Dân Pháp lưu cư Đức Thầy xuống tận Bạc Liêu, ngụ nhà ông Võ Văn Giỏi, từ ngày 15 tháng 5 năm Tân Tỵ 1941 tới ngày 2 tháng 9 năm Nhâm Ngọ 1942, tính ra là 15 tháng 12 ngày. Khoảng trung tuần tháng 7 năm Tân Tỵ, từ chợ Giàm Phú An, quận Tân Châu, tôi xuống Bạc Liêu viếng thăm Đức Thầy. Đức Thầy gợi chuyện: hồi còn ở trên Hòa Hảo, Thầy có nghe Hương Hào nói Sở Mật Thám muốn mời ông làm việc với họ. Sao Hương Hào không chịu ra làm việc với người ta đi? Thầy bây giờ đâu có biết gì nữa, mấy ông dắt xác tới đây bỏ đi đâu hết rồi. Hương Hào nhắm coi, Thầy về Hòa Hảo vô làm với họ có được không? Người Pháp: đã không tin nên dời Thầy đi. Bây giờ Thầy trở về làm với họ chừng nào mà họ cho. Thầy ở không lâu ngày lú cả xương, bây giờ có về cài ruộng e không được nữa rồi. Còn đi bốc giác thì làm sao cho nổi? Mấy ổng ở trong mình Thầy chứ ở đâu? Tôi vừa nói dứt lời, Thầy chỉ tôi và chỉnh lời. Sao Hương Hào nói vậy? Để người đời họ nói mình mê tín dị đoan. Thầy tự sáng tâm nói pháp, chứ đâu phải dạng thượng sát cởi đồng mà nói vô nói ra. Nghe Thầy chỉnh lời, tôi im lặng, vì biết mình lỡ lời. Tôi nhớ lại Đức Thầy từng dạy: tín đồ cùng các chư tăng, từ rài sắp đến, nói năng chọn lời. Trong bài Dặn Dò Bổn Đạo, thuộc theo lời ông Hương Hào Phỉ. Tiếp theo đến mẫu chuyện chỉnh lời. Lúc Đức Thầy mới ra đời lập giáo, có ông Đào Chiếu ở cầu Chế Ếch, xã Vĩnh Thành Trung, huyện Châu Phú, tìm tới tổ đình Hòa Hảo hỏi việc đạo đức. Tới nơi ông nói rất nhiều, còn Đức Thầy chẳng nói câu nào hết. Chừng giờ sau ngài nói: ông Đạo Chiếu nói vừa vừa, phải phải thôi nghe, bằng ông nói nhiều quá Chiếu trở thành lát đó đa. Kế tiếp ông cai tổng pho ở cái đầm Hưng Nhơn lấy câu giảng do Đức Thầy viết ra hạch sách: ta thương đời len lỏi xuống trần, giác mê tâm kệ. Người ta nói ông là Phật, còn sợ ai nữa mà lén xuống trăng. Ông hiểu sai nghĩa câu giảng rồi. Tôi len lỏi nghĩa là trà trộn xuống trăng, chứ không phải như ông đã nghĩ. Mọi người có mặt học được kinh nghiệm và bài học nữa. Thuật theo lời ông Bộ Quới. Tiếp theo đến bài Nợ Tan Bồng. Khoảng trung tuần tháng 9 năm Tân Tỵ 1941, Đức Thầy bị nhà đương cuộc Pháp quản thúc tại Bạc Liêu, nương ngụ nhà ông Ký Giỏi. Là một người yêu nước và là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, ông Phan Châu Bá vốn nặng lòng trước cảnh quốc phá gia vong, nên xót xa tình sứ đồ bị kẻ thống trị ngăn cách, nên từ Long Xuyên ông tìm xuống Bạc Liêu trước Vấn An, sao nhờ Đức Thầy cởi mở tất lòng. Bài ông Phan Châu Bá hỏi: trả sao xong, chỉ dốc từ bi gọi tất lòng, nhân đạo còn mang chưa sự tròn. Nghĩ sao giải thoát nợ tan bằng. Đức Thầy đáp quả: đành rằng nợ thuế trả chưa xong, mà biết ăn năn
sợ lấy lòng nên chờ giấy đà ta chứng nghiệp thuyền từ thầy trước lại đón bồng non bồng tim Phật xót nhân sinh trí huệ trao dồi kháng kệ kinh an phận hơn bề danh lời tạm tề gia trung hiếu vẹn thân mình nam mô a di đà phật. Bạc Liêu năm Thân Tỵ năm 1941. Tiếp theo là mẫu chuyện bánh mì trung tuần tháng 8 năm Kỷ Mão 1939. Buổi sáng nọ, Đức Thầy tới nhà tôi, Nguyễn Vi Hinh. Phía dưới tổ đình Hòa Hảo, khoảng 300 thước, nghe tiếng rao lanh lảnh của người bán bánh mì ngoài đường. Ngài tức cảnh ngâm bài thi bát cố đường lục. Bánh mì. Mì kia góc phải mình không? Nghe thấy sao mày thốt động lòng chiếc bánh đảo rụng mùi khắp la bát cơm đau đớn máu chao giang linh như giò chân ba mặt không thể kiềm giang ô bảy dòng nhớ lại bài mới năm chờ trái mì lắm kẻ bán non sông. Nghe khẩu khí bài thi, mọi người có mặt không khỏi chạnh lòng. Thuật theo lời ông Nguyễn Duy Hinh. Tiếp theo là mẫu chuyện cờ tam sắc. Năm ấy, nhà cầm quyền Pháp buộc người dân Việt Nam ta nhà nhà phải treo lá cờ tam sắc quốc kỳ của Pháp. Nhân ngày mùng 1 tháng Giêng năm Canh Thìn 1940, ngài tức cảnh làm bài thi tứ tuyệt. Tam sắc cờ bay phất phới mà ngồi nhìn nhớ kỹ héo lòng ta. Thuở xưa đâu có cờ tam sắc, gặp cảnh dân ban ứa ruột rà. Lúc Đức Thầy ở nhà Thương Chợ Quán Sài Gòn, tự nhiên ngài gửi về Hòa Hảo bài thi dưới và dặn bôi bỏ bài trên, đồng thời căn dặn ông Nguyễn Chi Diệp phải học thuộc lòng. Anh em bổn đạo lúc đó chưa hiểu vì sao, ngài bảo sửa lại hai câu mấy chữ: nhớ kỹ héo lòng, vàng khoan khoái cõi lòng, và nguyên văn câu 4: gặp cảnh dông ban ứa ruột rà. Nội dung bài thơ hoàn toàn thay đổi ý. Ít ngày sau, cai tổng pho ở cái đầm gần Bắc Năng Gù, một tay sai đắc lực của nhà cầm quyền Pháp đến nhà Đức Ông đem vấn đề thi văn của Đức Thầy ra nói chuyện, có ý muốn làm khó dễ về bài thi cờ tam sắc. Thầy Tư làm thi có ý chống lại nhà nước Lan Sa, mà bài thi cờ tam sắc là bằng chứng hiển nhiên. Liền đó Đức Ông bảo ông Nguyễn Chi Diệp ngẫu nhiên có mặt lúc đó đọc ngay bài thi sau: tam sắc cờ bay phất phới màn,
ngồi nhìn khoan khoái cõi lòng ta. Thuở xưa đâu có cờ tam sắc, nay hiệp đông tây thể ruột là. Nghe xong bài thi, cai tổng pho vỗ tay cười, cởi mở nói, dễ mà người ta nói khác chứ, ý chỉ bài thi trước. Thế là ông ta ra về, thuật theo lời ông Nguyễn Chi Diệp. Tiếp theo là mẫu chuyện Sao Không Cứu Nước. Sau ngày 9 tháng 3 năm 1945, quân Việt Nhật đảo chính thực dân Pháp, người Tây Dương sau hơn nửa thế kỷ bóc lột biết bao máu xương của người dân Việt Nam và các nước nhược tiểu khác trên bán đảo Đông Dương. Bây giờ các đảng phái chính trị, đoàn thể và tôn giáo tích cực xây dựng hàng ngũ cứu nguy dân tộc. Ngày nọ, tại căn nhà số 8, góc đường Sotto Michel, góc đường Từ Đức, Phùng Khắc Khoan, nơi đặt văn phòng Việt Nam Độc Lập Vận Động Hội, có một lãnh tụ cách mạng, nghe danh Đức Quỳnh Giáo Chủ, là nhà tôn giáo trẻ tuổi, lúc ấy ngày 25 tuổi, đến tìm hiểu quan điểm của Đức Thầy và hỏi, sao Thầy Tư không đứng ra tổ chức đấu tranh cứu nguy đất nước, lại an nhiên tọa thị trước giận nước đảo điên. Ngài cho vị lãnh tụ ấy biết, người đã làm chuyện quốc gia đại sự, lòng có tham vọng mưu bá đột dương, mà thiếu đức chỉ gây đại họa cho dân, cho nước mà thôi. Trước khi từ giả, vị lãnh tụ này ứng khẩu bài thi Thất Ngôn Bát Cú. Đôi lời thành thật hỏi cùng ông, linh hiển sao không cứu giống dòng, thế sự nát tan thân cá chậu, nhân dân đồ tháng phận chim lòng. Coi mòi chập chủng thêm đau dạ, ngắm cảnh dông ban luống xót lòng, ách nước nạn dân như thế ấy, ngồi mà tu niệm có yên không? Lý Thụy Tinh. Đức Thầy đáp họa: Vĩnh hư tư tưởng là gì ông, nếu chẳng lo tu mất giống dòng. Cũng bởi lợi danh thân cá chậu, vì ganh tiếng gái phận chiếm lòng. Thấy đời ham sống không ham đức, Phật muốn dạy đời trước sửa lòng. Chừng được dân ta đời đế thuấn, như bàn tay dễ trở như không. Hòa hảo. Vị chính khách kia từ giả ra về, số tín đồ có mặt hỏi vị khách ấy là ai. Đức Thầy chỉ cười mà không trả lời, thuật theo lời chú Tám Phan Động. Tiếp theo là mẫu chuyện Lo Nước. Anh Bùi Hữu Phiệt, văn võ song toàn, thuộc nhóm Bình Xuyên tham gia chống Pháp, từng ở tù Côn Đảo, thấy Đức Thầy là thanh niên độ tuổi 27, muốn thăm dò tinh thần những nước ra sao. Lúc ấy, vào đầu mùa xuân năm Đinh Hợi 1947, người làm sẵn bài thi từ lâu. Thấy ngài nằm nghỉ trưa cùng các chiến sĩ trong chiến khu miền Đông Nam Bộ, anh Mười Phiệt sướng ngâm bài thi tứ tuyệt. Non nước ngửa nghiêng vẫn ngủ ì, ai ôi tỉnh dậy, dậy mà đi, đi lo sự nghiệp trai thời loạn, khỏi thẹn người xưa lúc gặp thì. Bài thi tả thực rất đúng lúc, đúng cảnh và đúng người. Ngài ứng khẩu đáp, lặng lẽ tính toan đâu ngủ ì, chỉnh tô binh mã để rồi đi. Khi đi muôn soái đều tan vỡ, rõ mặt hùng anh tạo thế thì. Lời ngâm đối đáp giữa hai nhà lãnh đạo vang lên giữa chiến khu buổi trưa như liều thuốc kích kháng tinh thần yêu nước, làm anh em chiến sĩ khu Bình Xuyên phấn khích vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt, vì đã nói lên tinh thần đấu tranh bất khuất của toàn dân chống giặc ngoại xâm, thuật theo lời ông Tấn Lợi. Tiếp theo là mẫu chuyện Đoàn Kết. Đức Thầy và các chiến sĩ lực lượng kháng chiến bộ đội Nguyễn Trung Trực Hậu Giang ra miền Đông Nam Bộ kháng chiến chống giặc Pháp xâm lăng, bên cạnh các chiến sĩ Bình Xuyên, số còn lại ở miền Tây, anh em tín đồ bị đối phương bắt bớ tù đày. Bây giờ tôi được lệnh ra đảm nhiệm tiểu đội thám báo và phòng vệ. Đức Thầy, sau khi trình diễn ngài, hỏi thăm sức khỏe bổn đạo và tình hình dưới ấy, tôi báo cáo: ở dưới anh em tín đồ gặp không ít khó khăn, nhưng đoàn kết lắm. Khi nghe anh em bị nạn, còn đem số anh em bảo an tới can thiệp, nhưng bị chết 6 người vì không tới được sớm hơn. Lỗi đó thuộc trách nhiệm của con, xin Thầy tha tội. Lúc Thầy xa vắng, ở nhà có chuyện chi, xảy ra tín đồ phải chung sức, chung lòng.
mà đùm bọc lẫn nhau, đoàn kết để tìm lẽ sống cho nhau, thầy mới an lòng. Tuy thầy lộ chút vẻ buồn, tôi nhớ ra lời dạy của ngài: lòng trẻ thảo biết đoàn biết kết, phí xác phàm mê mệt đau nại. Thu đã cuối, thuật theo lời kể Lê Trường Sanh. Tiếp theo là mẫu chuyện hy sinh. Anh rể tôi là Bảy Vui ở làng Tân Thạnh, đốc Vàng Thượng, Thanh Bình, Đồng Tháp. Nghe tin đức thầy và các chiến sĩ Hòa Hảo ra miền Đông Nam Bộ, vừa di quân về tới làng Phú Thành, đang ở nhà ông chủ bộ Đào Công Bộ, bí thư thôn bộ Phú Thành. Sáng ngày 7 tháng 4 năm 1947, Đinh Hợi, anh Bảy Vui vào viếng. Tuy bận lo toan thời đất nước khuynh nguy và đạo nạn, nhưng đức độ của ngài khiến nhiều người nể phục. Vì vậy anh Bảy Vui có lời: thưa thầy, trước tình thế khó khăn này, con xin thầy chấp nhận cho con hy sinh vì tổ quốc và đạo pháp. Ngài nhìn anh cảm thông nỗi lo lắng chung của tín đồ, nên có lời khuyến tấn: hy sinh phải liệu bề gia đình, hy sinh phải làm tròn bổn phận, không làm tròn bổn phận phải đọa thân uổng kiếp. Chưa chắc ai là người hy sinh nếu chưa là người yêu nước thật sự, khi chưa gặp thời cơ thuận lợi. Còn người tu thì cầu cho Chúa Thánh sớm phục hồi, tu cầu cho cửu quyền thất tổ sớm thoát ly, tu cầu cho đồng bào khỏi khổ, thì người tu sẽ đến mức. Vì vậy người chiến sĩ hy sinh làm tròn bổn phận cũng sánh với người tu. Cho nên hy sinh có nhiều cách: hy sinh vì đất nước, vì đồng bào, vì đạo pháp thì còn, hy sinh vì tình riêng là bỏ mạng. Chị ông ráng gặp tôi lần thứ ba mới ngoan, nghe không? Nghe lời trong ngọc của thầy. Từ đó anh Bảy Vui gắn gỗ phụng hành, hy sinh báo quốc tận trung, đem bầu nhiệt huyết so cùng sắt gan. Đức thầy tặng đoàn thanh niên ái quốc quyết đem sương máu hy sinh, hy sinh cứu nước rạng danh muôn đời. Tế chiến sĩ trận dông, thuật theo lời Lê Trường Sanh. Tiếp theo là mẫu chuyện đức thầy dạy tín đồ. Thuận tuần tháng giêng năm Canh Thìn 1940, tại tổ đình Phật giáo Hòa Hảo, làng Hòa Hảo, có nhiều bá tánh xa gần khắp lục tỉnh Nam Kỳ tìm đến nhờ đức thầy trị bệnh, nghe pháp hoặc tìm hiểu đạo lý. Hôm ấy có người ăn mặc khá sang trọng, áo sơ mi, quần tây, mang giày, đầu đội nón nỉ, mắt đeo kiếm đen, tỏ ra là người trí thức, vào nhà hỏi đức thầy: thưa thầy Tư, ông dạy bá tánh tu chứng đắc bậc nào trong thần thánh tiên Phật? Tôi dạy bổn đạo tu thành người siêu nhân. Ngài nhìn lướt qua người ấy, ông ta sững sờ trước câu đáp gọn lõn của đức thầy, rồi tự động cúi đầu chào ra về. Có lẽ ngoài sức tưởng tượng của ông ta, theo ông ít nhất đức thầy cũng dạy tu thành Phật thành tiên, chứ đâu ngờ đây là nền đạo nhập thế. Hồng trần biển khổ thấy rồi, ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Sấm giảng nguyện nhất, bởi làm người chưa vẹn khó hồng thảnh thơi. Vấn đề khá thực tế. Một môn đồ của ngài cho biết: tình đạo Phật niết bàn là vốn, như thế gian là chốn lập công. Ở trần nếu chẳng tốt lòng, niết bàn cực lạc chớ hồng sanh qua. Ông ấy nào hiểu pháp môn học Phật tu nhân là chủ yếu có nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Sấm giảng quyển 3, thuật theo lời ông Tấn Lợi. Tiếp theo là mẫu chuyện đức thầy tới nhà ông Bộ Thạnh. Ngày 18 tháng 4 năm Canh Thìn, nhằm ngày 24 tháng 5 năm 1940, trước đây im rìm trống vắng như cánh đồng hoang vu, thế mà con kinh Xà No ghe xuồng tới lui tấp nập, từ dàm kinh hướng về rạch ông Bổn, nội tổ ông Bộ Thạnh, quanh co uốn khúc, hai bên bờ kinh cửa nhà lác đác, dân cư thưa thớt. Hôm ấy có chiếc xuồng tam bản, có mui, gắn mái đẻ nước. Trong mui ngồi trước là người thanh niên trẻ tuổi, trầm ngâm như suy tư. Ngồi kế là ông Hương Chủ Cư, ông Chính Thời, Hai Ngoán, Lâm Thành Nguyên và cô Hai Gương, cháu ông Hương Bộ Thạnh, là Nhân Nghĩa, Cần Thơ. Chiếc tam bản quay mũi và vào bờ đậu nơi bến nhà mát, tuy cũ kỹ nhưng không kém phần cổ kính. Có lẽ chủ nhà là người gia thế chi đây? Cô Hai Gương lên tiếng: bạch thầy, đã tới nhà cậu ruột của con, kính mời thầy lên nhà. Nơi đây ngài cho biết.
vui mừng gặp chốn hiền lương, dốc lòng mở cửa Phật đường độ dân. Làm nhân nghĩa để chân đến chốn, thấy dân trần tràn trổn tàn tâm. Quay thần đem đạo quyền thâm, nhiễm màu phổ độ thâm thầm ai hay. Đến làng nhân nghĩa, Đức Thầy ở đây được 2 tháng 10 ngày. Trong thời gian nương ngụ, đến ngày rằm tháng 6 năm Canh Thìn 1940, Đức Thầy tiên đoán sẽ xa vắng tín đồ, nên viết bài Từ Giả Làng Nhân Nghĩa. Kể từ 18 tháng 4, Canh Thìn lưu giữ thiện từ tới đây, cho làng Nhân Nghĩa biết Thầy, đem truyền mối đạo thang mây chỉ chừng. Nay vì thời dẫn chuyển luân, ở trong cõi tạm đã từng đổi thay. Cầu cho già trẻ gái trai, rủ nhau niệm Phật liên đài hát lên, thế gian ngay thảo đáp đền. Ngày sau sẽ được chăn mền thơm tho, tục kêu là rạch xà no, dằm kinh ông bổn eo co khúc đường. Ngày Thầy lìa cách quê hương, về đây nương ngủ bởi thương dân lành. Phủi trần xóa bỏ lợi danh, quyết lòng lánh trượt tầm thanh mai chiều. Trên bờ, ông Hương Bộ Võ Mẫu Thạnh mặc quốc phục, khăn đóng áo dài chỉnh tề. Trên gương mặt có đeo cái kính trắng, cùng rất đông dân làng gần xa. Ông bước tới cúi đầu và đưa tay, kính mời Thầy Tư vào nhà. Tuy nhiên, chẳng bao lâu thế sự đảo điên bị nghịch cảnh, nên Ngài phải rời xa bổn đạo, trước tấm lòng đại từ bi của bậc đại giác thương chúng sanh trong hồi khổ não. Bây giờ, lão lại thúc đò, đưa qua bến giác dâm to tới nhà. Vậy mà còn ghét kệ ca, không gây tình cảm để già nhập khuyên. Thương đời ta phải trung chuyên, Bạc Liêu xứ ấy ta liền đến nơi. Giả từ bổn đạo ít lời, nhìn câu miệng gái chớ lơi nghĩa Thầy. Bớt lòng thương nhớ từ đây, chớ nên bệnh rịnh để Thầy an tâm. Nhớ lời dạy dỗ ca ngâm, Di Đà 6 chữ trì tâm chớ sợ. Cuộc trần Thầy tỏ thiệt hơn, mấy người bê trễ chậm chơn tới Thầy. Nghe theo lời chỉ sau đây, lãnh bài cầu nguyện về rài mà tu. Dạy dân đầu tóc rối bù, mà trong bá tánh hiềm thù chi ta. Trễ chân Thầy mắt đi xa, hỏi thăm Hương Bộ dễ mà cách tu. Trăng còn khi tỏ khi lô, cho nên phận lão diễn du đổi dời. Càng đi càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông. Người khùng tí lãi cuồng ngông, cớ sao thế cuộc lão thông cũng kỳ. Thuật theo lời ông Trần Văn Điều. Tiếp theo là mẫu chuyện viếng cảnh nhà ông Hương Bộ Thạnh. Người vắng xà no lại ít nhà, Thầy về tóc nập khách gần xa. Lưu cư pháp ngỡ thôi truyền đạo, xứ đạo người đồn lắm kẻ qua. Ít tháng người quy không kể xiết, nắm dài biến chuyển lắm phong ba. Thấy đông Thầy bị đài nơi khác, nay lại lơ khơ đạo nhạt nhòa. Xà no cằn cỗi ít người tu, đất úa phèn chua đạo tịch mù. Thầy đến đồn gian người đến nghẹt, Phật về âm vọng khác lòng tu. Đất khô mưa pháp ngừng ân đức, qua nở nắng thiền chiếu sáng ru. Thấy thế tay đưa ngài xứ khác, điều hiu nay lại bẻ bàn ư. Xưa Thầy truyền đạo ngủ nơi đây, dấu thánh giờ phái lạc tháng ngày. Nhưng nghĩa Thầy về người vắng cảnh, xà nó Phật đến hiệp tâm về. Đăng đàn khai quá nhiều chân pháp, chỗ mấy mờ phai với đạo Thầy. Đạo chẳng quán dung mờ bóng dáng, đau lòng như nhiễu bám rong đầy. Xà nó nhà ít vắng người ta, Phật đạo mờ lưu quá nhạt nhọ. Thầy đến giáo truyền người tấp nập, ngài về nô nức trẻ gần xa. Tay ruồng quyết bắt người ngoan đạo, diệt tặc đang tâm cuốn trần già. Kẻ có chí tình nhiều chứng khảo, nơi đây khắc nghiệt quá tiêu ma. Đăng Hùng. Tiếp theo là mẫu chuyện thăm dò, ngày 29 tháng 6 năm Canh Thìn, nhằm ngày 28 tháng 7 năm 1940, nhà đương cụ Pháp e ngại cuộc nổi loạn, nên lệnh cho bọn mật thám Nam Kỳ gán tội danh, mắc bệnh thần kinh, nên đưa vào bệnh viện Cần Thơ khám nghiệm. Tại đây, bác sĩ Bao
kết luận hồ sơ đưa lên bệnh viện Chợ Quán Sài Gòn. Đức thầy tới nhà thương điên, còn gọi là bệnh viện tâm thần. Bọn mật thám Nam Kỳ đưa xe thẳng vào đây với lý do thầy tới hòa hảo mắc bệnh thần kinh, nhưng thực ra chúng lo ngại một phong trào chống Pháp trong giới tín đồ Phật giáo hòa hảo từ ngày 4 tháng 7 năm Canh Thìn đến ngày 2 tháng 8 năm Tân Tỵ, ngày 5 tháng 6 năm 1941. Tới đây lần lượt ngài cảm hóa gia đình, giám đốc bệnh viện Trần Văn Tâm, ông Nguyễn Đạt, ông Phán Thuận, cô Năm Cò, Tô Nơ, cô Sáu Nhạn, các ông đội có, đội nặng, đội giác, quy y giảng đạo. Sáng ngày 9 tháng 5 năm Tân Tỵ 1941, mọi sinh hoạt tại đây diễn ra tự nhiên. Có chiếc xe trắc sông màu đen chạy từ từ vào sân và dừng lại. Tên phó mật thám Bob Katina xuống xe cùng một thông dịch đi thẳng vào phòng người bệnh thần kinh. Thầy Tư Hòa Hảo ngồi vào ghế tự nhiên, còn thầy Tư Hòa Hảo ngồi trên giường bệnh, mắt ngó ra cửa sổ, bình thường như không thấy có khách lạ hiện diện. Tên cò tay lơ lớ tiếng Việt chào ông, cảm ơn, qua người thông ngôn. Tên cò hỏi: thầy ở đây được bao lâu? Gần một năm. Ở đây thầy ở vậy thấy thế nào, có dễ chịu không? Vẫn bình thường. Nghe vậy, tên cò có vẻ lúng túng, quay mặt ra ngoài hỏi: gần một năm ở đây, thầy Tư có muốn xin đến nơi nào khác không? Tôi chưa nghĩ đến. Là thầy tu, tôi như thuyền nhỏ lên đên, đâu cũng con người, đâu cũng quê hương, thì đến hay đi đâu cũng thế mà thôi. Nhưng nếu nhà đứng cục bằng lòng cho ông rời khỏi chốn này, ông nghĩ sao? Cũng tốt thôi. Vậy ông hãy suy nghĩ, ngày mai tôi cho người tới nhận ý định của ông. Nói xong, tên cò tay đứng lên ngã mũ chào, rồi bước ra khỏi phòng. Sau đó, tới giờ thăm bệnh, các tín đồ vào thăm như Phán Thuận, chủ cư, Nguyện Đạt, cô Năm Cò, Tô Nơ và bác sĩ Tâm, ngài cho biết, sáng nay có phó mật thám Bob Katina tới đây hỏi tôi, có muốn rời nơi này đi đâu cho chúng biết, nhưng tôi im lặng. Chừng một phút, ông chủ cư lên tiếng, thưa thầy, theo tôi nghĩ, mình nên về Hòa Hảo, để cho thầy có dịp phổ cứu nhân sanh rộng rãi tiện lợi hơn. Nơi đâu cũng thế. Tuy nhiên, tôi không muốn mọi người có thành kiến sai lầm về Hòa Hảo chỉ là thánh địa. Đây cũng như bao địa danh khác, có điều đặc biệt hơn là nơi tôi sinh ra và khai đạo. Kỳ duy như mọi nơi mà thôi. Cũng nói cho các ông bà biết, trước tôi có ý định đi Bạc Liêu, nhưng nhà đứng cược buộc vào đây, nhà thương Chợ Quán, nay họ cho thì cũng nên xuống Bạc Liêu. Ông Phán Thuận ý kiến, theo tôi, Bạc Liêu là nơi cuối trời của đất Việt mình, đa phần dân Quảng, dân Tiều, người Tàu, người Thổ, miên lai Tàu, có trình độ khá khiêm nhường, e không thuận tiện. Ngài Ôn Tồn cho biết, chính nơi ấy là nơi tạm coi là nguy hiểm, nhưng lại là nơi an toàn nhất, cũng có thể là cơ duyên. Đức thầy mỉm cười và ngâm, cá to mà phải ở ao, muốn ra biển rộng phải nhào kiếm sông, càng đi càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông. Ngài cho biết, trước đây hai ông hội đồng điều Ngô Phong Điều và ông ký giỏi cụ thơ ký soái phủ Nam Kỳ cũng muốn tôi về tư gia của họ, vậy ông chủ và bà Năm Cò chịu khó đi Bạc Liêu lo liệu việc này cho thầy. Thực theo lời Bao La cư sĩ. Tiếp theo là mẫu chuyện Giữa Đồng Bỗng Lại Có Sông. Ngày nọ, ông Xuân Biện Tâm tới nhà ông Cả Từ, nay là tổ đình Phật giáo Hòa Hảo, trước số đông tín đồ. Ông Biện Tâm hỏi mấy anh em tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Trong biển kệ dân, Đức Thầy có câu, nay khùng đã hết già quá trẻ, nên giữa đồng bỗng lại có sông, Nguyễn Nhì. Vậy Ngài muốn chỉ con sông nào, thì dùng Láng Linh, có hai con kinh, kinh Sáng Cây Dương hay Vịnh Tre trong kinh 13, thuộc huyện Châu Phú, Châu Đốc đó. Không, đó là con kinh, còn Đức Thầy bảo là con sông kia mà. Còn già quá trẻ thì tôi biết Ngài là hậu kiếp Phật Thầy Tây An trở lại làm Đức Thầy. Tôi không thắc mắc, chỉ không hiểu sông nào mà thôi. Nghe ông Xuân Biện nói thế nên có hai tín đồ không nhớ tên, quyết tâm tìm lên Sài Gòn tìm Đức Thầy. Hỏi cho ra lẽ, bây giờ khoảng giữa tháng 7 tại căn nhà số 150 đường Lafell, Sài Gòn, là nơi Đức Thầy đặt văn phòng làm việc. Hai người tín đồ xin vào viếng thăm, ở lại đến ngày hôm sau, vẫn không dám trình hỏi, nên kiếu ra về miền Tây.
Vừa bước tới cửa, Đức Thầy cười và nhắc khéo. Hai ông lên thăm thầy rồi muốn về, hay muốn hỏi chuyện chi nữa chăng? Được lời một trong hai tín đồ thưa. Bạch thầy, ông Xuân Biện Tâm tới tổ đình hỏi, anh em chúng tôi không biết trả lời sao cho đúng, nên tìm đến đây nhờ thầy giải chỉ, để có về nói lại cho ông rõ. Đức thầy thân mật vỗ nhẹ vai người tín đồ và cho biết, các ông nên biết, bảy núi Thất Sơn là vùng đất địa linh trong mai hậu của đất nước chúng ta. Sắp tới, nơi đây sẽ xuất hiện đền đài của Bậc Minh Chúa. Tôi dùng chữ sông là chỉ cho núi sông hay sang hà của nước Việt thời Thượng Nguyên Thánh Đức đó. Mọi người có vẻ mặt quan nghĩ ghi nhớ lời thầy và xin kiếu từ. Trong sấm thi Đức Thầy cho biết, đất với nước hậu lai vinh diệu và khí thiên liêng sông núi nhiệm màu, ung đúc giống anh hùng giang bốn bể, chí nam nhi, hay miệng cười ta bảo hàng nha, làm ơn rọi chữ sang hà nơi đâu. Cảm tác, đấy là điều cần nên suy gẫm. Thuật theo lời ông Nguyễn Văn Thanh, chú Ba Ngọt kể. Tiếp theo là mẫu chuyện Gặp Gốc Mau Tìm Gốc. Một buổi trưa mùa hè năm Giáp Thân 1944, trong căn phố tọa lạc đường Lơ Phèo, Sài Gòn, trong lúc còn vắng khách, Đức Thầy bảo ông chủ cư Lâm Thơ Cư, ông chủ, đọc giảng quyển tư cho thầy nghe. Ông liền đọc tới đoạn, thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, thương Lê Thứ tới hồi khổ não. Thầy lạc tớ không ai chỉ bảo, như dịch con dìu dắt nhờ gà, phải nghĩ suy cạn lẽ mới làm, nay gặp gốc phải mau tìm gốc, để gặp Phật ngồi mà than khóc, gỡ làm sao hết rối mà về. Giác mê tâm kệ, tới đây Đức Thầy đưa tay ngăn lại rồi hỏi, khoan, đoạn giảng này có hai chữ gốc, ông chủ cho biết gặp gốc là gặp ai, còn tìm gốc là tìm gốc nào, ông giải nghĩa cho thầy nghe. Bạch thầy, thầy sai tôi đi bất cứ việc, dù gần hay xa chi, cho dù có nguy hiểm tôi cũng không từ nan, nhưng bảo tôi giảng nghĩa cho thầy nghe là tôi không dám. Xin thầy giải cho tôi được nghe để hiểu. Vậy ông chủ nghe cho rõ, chữ gặp gốc đứng trước là gặp Phật, mà ông biết là Phật nào không? Đó là Phật thầy Tây An xuống thế độ đời, đây là gốc. Rồi nương theo lời dạy của Phật thầy mà tìm lại Phật tâm, bản tánh của mình. Được như vậy thì sẽ hết khổ não về sau. Ngoài ra, ông còn ráng ăn thêm một ngày chay, mà ngày 12 tháng 8 là ngày vía của Phật thầy Viên Tịch. Vì ngài là vị Phật đầu tiên xuất thế lâm phàm thời Hạ Quân mạt pháp tại đất Việt miền Nam. Ông chủ cư nghe xong lấy làm quan hỷ, vì hiểu thêm sứ mạng thiên niên của ngài cũng là tiền thân của Đức Thầy, nên cố gắng phụng hành. Chứ thật tình vấn đề ăn chay đối với ông chủ cả là rất khó, nhưng ông cũng ráng gì, quy y thì khá hành y. Thuật theo lời Hoàng Hùng. Tiếp theo là mẫu chuyện Thuyết Pháp Không Mưa. Trong công tác khuyến nông ngày 10 tháng 6 năm Ất Dậu 1945, Đức Thầy đến chợ Phụng Hiệp, ngã bảy Cần Thơ, lễ đài cách đó chừng 100 mét. Có điều khá là hy hữu, trong lúc Đức Thầy đang thuyết pháp thì trời quang mây tạnh. Thế mà phút chốc, mây đen kéo tới đen kịch, mọi người xôn xao sợ mưa rớt. Ngài trấn an mọi người ở lại và tiếp tục thuyết pháp. Mọi người theo dõi say sưa, mặc cho xung quanh cách đó 50 mét, cơn mưa nặng hạt đổ xuống xối xả. Vậy mà nơi Đức Thầy đang thuyết pháp không một giọt mưa nào cho đến hết thời pháp. Mọi người ra về và tán thán sự việc lạ lùng này. Thất Sơn mộng nhiệm. Tiếp theo là mẫu chuyện Đôi Điều Kỳ Diệu. Ngày 3 tháng 6 năm 1945, sau khi tham dự buổi khuyến nông tại sân vận động xã Kiến An, Chợ Mới, mà Đức Thầy là diễn giả trước hàng nghìn thính chúng và thính đồ quanh vùng, buổi thuyết giảng lộ thiên kết thúc từ lâu. Nhưng trong tâm tư những người tín đồ có mặt lúc bấy giờ, gặp nhau trao đổi, mọi người nhận ra ba điều vi diệu. Một, có nhóm đầm bóng, ông lên bà xuống, nhưng có đông người, cả nhóm họ lắc lư. Ngay lúc đó, Đức Thầy chỉ tay và dõng dạc nói, chư thành đâu, để họ lộng hành vì sao? Thế là cả bọn này hết nhốn nháo và ngồi im tinh tích. Lúc bấy giờ trời đang dần vũ mây đen kịch, mọi người như muốn chạy tránh cơn mưa sắp xảy đến. Đức Thầy trấn an mọi người, bà con an tâm ngồi tại chỗ, tại đây không mưa đâu. Quả nhiên đến khi thời pháp kết thúc, chỉ riêng nơi lễ đài không ảnh hưởng đám mưa, trong khi chung quanh thì bị mưa lầy lội.
Dù ngồi xa hay gần nơi Đức Thầy thuyết pháp, khi Ngài cất tiếng thì bầu không khí trang nghiêm, không một tiếng ồn ào, và mọi người đều nghe rõ ràng lời pháp nhũ như nhau, không quá lớn hay nhỏ tiếng, thuật theo lời ông Quỳnh Văn Lư, Long Điền. Tiếp theo là mẫu chuyện Linh Quang Tự, sự tích chuông và mõ. Ngày 9 tháng 5 năm 1945, trong công tác phía Nam, Đức Thầy đi ghe vô viếng chùa do tôi, Trung Bá Khánh, dựng lên trong đồn điền của mình tại làng Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Tôi quy một lượt với ông Võ Văn Giỏi và Lương Trọng Tường. Sau khi Ngài đặt tên cho ngôi chùa, Đức Thầy đặt tên là Linh Quang Tự, đồng thời cầu xin Thầy tặng cho hai con đối liễn. Đức Thầy chuẩn nghi bằng cặp đối liễn: Phật Pháp khai thông, khổ hải trùng trùng tâm bất thiết, chuyên trần bế tắc, liên đạo điệp điệp đạo vô cùng. Phật Pháp hoàng khai, chuẩn tế thương sanh, trần tâm tịch tịnh, siêu thăng cực lạc tọa liên đài. Ngôi bụ tự này giao cho một ông giáo thọ trên Châu Đốc xuống đây trụ trì. Khi Đức Thầy và phái đoàn về đến, thì trong chùa nổi trống sấm giống đại hồng chung, và gõ mõ tiếp nghinh trọng thể. Đức Thầy hỏi ông giáo thọ: Ông có biết về sự tích chuông mõ chăng? Thấy ông lúng túng, Ngài nói: Thôi, để lát nữa Thầy nói cho mà nghe. Trong buổi thuyết pháp, Đức Thầy có kể chuyện tích cái mõ và chuông. Sau thời pháp, Thầy và đoàn tùy tùng nghỉ trưa tại đây. Chiều trở về nhà, ông ký Võ Văn Giỏi thuật theo lời ông Trung Bá Khánh: Thất sơn mầu nhiệm. Sự tích cái chuông chạy kình. Xưa ở biển có con cá kình, gian biển có con bồ lao. Mỗi khi hai con gặp nhau thì con cá kình nện vào con cá bồ lao khiến nó kêu vang lên. Sao người ta dựa vào sự tích này mà đúc chuông? Trên quay có chạm hình con bồ lao, còn cái chài nện chuông có chạm hình con cá kình. Đức Thầy cho biết: Nện vang một tiếng chuông linh, cho người trong mộng biển minh lẽ nào. Gẫm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo, cuộc truy quan thường giết khách tài qua. Nghe chuông linh sớm giúp bể ái hà, kẻo giật dục cuốn lôi vào bể khổ. Cảm tác. Trong văn học dân gian có câu: Mỏ nguyên điểm nguyệt, chày kình nện sương. Câu kỳ ngộ. Hai, tích cái mỏ. Xưa có vị trụ trì ngôi chùa ở miền quê Giang Sông. Mỗi khi quá duyên, ông thường đi qua chiếc đò ngang. Hôm ấy nhằm ngày 13 tháng 7 năm nọ, vị trụ trì nhận làm chủ tế lễ cầu siêu cho một gia đình Phật tử. Khi đò qua được giữa sông, thình lình sóng to gió lớn nổi lên khiến chiếc đò sắp bị đắm. Mọi người trong đò vô cùng hoảng sợ, bỗng con cá kình nổi lên cặp mắt đỏ ngầu, hướng thẳng vị trụ trì đang ngồi tĩnh niệm. Nó ngẩng cao đầu, nói lớn: Các người trên đò, muốn yên hãy quăng lão tăng xuống cho ta. Nói xong, nó liền kể tội của nhà tu. Trước đây, ta theo lão đi tu trong thời gian khá lâu, nhưng lão chẳng dạy ta điều gì trong việc tu hành hay công phu bái sám cả, để mặc ta buông lung, chỉ có ăn ngủ theo ngũ dục. Mỗi khi nhận lễ trai đàn, là kêu ta đi theo sau, đắp y mang bát, quẩy theo mỏ chuông, mà thọ nhận sự cúng dường của tín chúng. Vì vậy khi ta chết bị đọa làm thân súc sinh, phải chịu lắm điều đói khát, khổ sở như vậy đây. Vị lão tăng nói: Loài nhiệt súc, nếu người biết những tội lỗi vừa kể, sao không khá ăn năn tạo tác duyên lành mà phước sanh tội diệt, vậy mới mong thoát quả báo đang mang. Người nên biết ta là thầy ngươi, mỗi khi ta dạy ngươi giới luật thì ngươi bảo ta quá nghiêm khắc, tự ý buông lung. Nay phải bị quả báo như vậy, sao lại trách ta đã có tội mà không biết cả hối ăn năn, lại còn kết tội người khác. Nghe xong lời vị lão tăng, tự nhiên con cá kình lặng mất. Trời lặng sóng yên. Khi về chùa, vị trụ trì tụng kinh 7 ngày liên tục siêu độ cho nó. Bây giờ con cá kình trồi lên mặt nước, thường tới sân chùa nói với thầy xưa: Nhờ ơn thầy giáo hóa cầu siêu độ, nên nay tôi thoát kiếp súc sinh, được sanh lên cõi trời dục giới. Nay đến đây xin tạ ơn thầy và tín chúng, con nguyện hiến xác này để ngày ngày chư tăng cầm cây gõ lên đầu con, làm gương cho những kẻ tu hành biến nhát, buông lung giải đãi, không chịu khép mình theo giới luật, và thúc liễm thân tâm, sớm được an tịnh, quên đi bổn nguyện xuất gia, sao lãng từng buổi công phu. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến mẫu chuyện sự tích chuông mõ
Trống. Vào ngày 24 tháng 5, Đức Thầy đến nhà bàn Tịnh Biên khuyến nông, ông Hương giáo tập và ban trị sự xã Thế Sơn. Thời pháp vừa dứt, có người tới xá chào hỏi: "Thưa Thầy Tư, người tu có nên tạo chuông, mỏ, trống không? Xin Thầy cho biết." Đức Thầy trả lời ngay: "Biết thì làm, không biết rõ thì thôi. Chớ bắt chước, có lợi chi, còn phiền não hoang mang thêm." Nhân đây Thầy kể tích mỏ, chuông và trống cho các ông nghe. Thở xa xưa, các loài thượng thú hạ cầm sống chung với loài người, chúng nói và nghe được tiếng người. Nhưng gặp phải hạn hán nên thất mùa, các loài đều bị đói khát. Vì lòng từ bi, chủ chùa chia sớt phần ăn thường bữa cho ba con vật: con cá, con rắn và con trâu. Chúng nó đủ no lòng. Tuy nhiên ngày kia chúng họp nhau kể tội ác của vị chủ chùa để chúng bị đói khát và toan giết ông. Nghe các con vật bàn tính như thế, anh nông dân chăn trâu nói với chúng rằng: "Các ngươi là bọn vong ân bội nghĩa. Ông chủ chùa có lòng thương nên chia phần cho các ngươi sống đỡ dạ. Phải chia ông chủ chùa no để các ngươi đói khát thì trách cứ cũng nên. Đến nỗi nhà chùa còn bị đói lây với dân làng vì nạn hạn hán. Lẽ ra các ngươi nên tự lực lo tiếp để sống. Có lý nào trông chờ ỷ lại vào người khác mãi? Đã chẳng nhớ ơn mà còn mang lòng oán hận." Nói xong, anh nông dân giết luôn cả ba con vật bất nghĩa, rồi vào chánh điện trình qua tự sự. Động lòng từ bi, ông chủ chùa nhờ anh nông dân phụ tiếp đem ba xác con vật, lấy cái đầu con cá làm cái mỏ, lấy thân con rắn làm cái chuông, lấy da con trâu bịch làm trống, rồi phơi nắng. Mỗi thời công phu bái sám, vị chủ chùa lấy ba món pháp khí đánh lên cho ba linh hồn các con vật thức tỉnh tu hành, cho mau giải nghiệp súc sinh. Từ đó trải qua thời gian cả ngàn năm, nước ta bị người Tàu đô hộ gần ngàn năm, giáo họ Thần Tú đời nhà Đường bên Tàu bày ra chuông mỏ lan tràn chốn thiền môn, chạy theo hữu di tướng sự. Nghe xong mọi người nhận ra đâu là sự lý tu hành đúng chân lý, vì nhớ lời Đức Thầy dạy: "Theo Thần Tú tạo nhiều chuông mỏ, từ xưa nay có mấy ai thành, giác mê tâm kệ." Hãy cùng nghe đây lời diễn dịch từ Phạn ngữ và Hán văn ra Việt ngữ của Đức Thầy trong quyển Tăng Đồ Nhà Phật Thường Sử Dụng Những Thời Khóa Công Phu Bái Sám Chốn Thiền Môn. "Nguyện thử chung thinh siêu pháp giái, thiết di u ám tất giai văn. Văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác." Đức Thầy dịch: "Nguyện tiếng chuông lành thông các cõi, thiết di địa ngục cũng nghe rành. Nghe rồi thân tịnh tâm tròn sáng, tất cả chúng sanh Phật đạo thành. Văn chung thinh phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề sanh. Ly địa ngục xuất quả khanh, nguyện thần Phật độ chúng sanh. Án đà ra đế dạ ta bà ha." Nghe chuông phiền não tiêu tan, bồ đề tâm mở trí toan huệ màu. Lìa xa địa ngục thảm sầu, khỏi nơi hầm lửa đặng cầu chân tâm. Nguyện tu thành Phật chẳng lầm, độ trong sanh chúng hết lâm tai nạn. Trích những câu chú thường niệm, thuật theo lời của Hoàng Hùng, Chợ Mới. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến mẫu chuyện đưa Lư Hương về An Hòa Tự. Trong công tác khuyến nông, Đức Thầy về Hòa Hảo thăm đức ông, đức bà và tín đồ. Đến ngày 30 tháng 5 năm Ất Dậu 1945, Ngài tổ chức đưa Lư Hương từ tổ đình Hòa Hảo về An Hòa Tự. Từ tổ đình lúc 9 giờ sáng, Đức Thầy mặc quốc phục làm lễ thỉnh Lư Hương và tự tay Ngài bưng Lư Hương ra khỏi mái hiên nhà đức ông. Ngài ngước nhìn và nói với đức ông: "Nhà ông cả tôi trả lại cho ông." Lúc này các tín đồ, ông cả Đô, Hương Chủ Bó, Xã Hinh, Quảng Diệp, ông Phan Văn Dứt cùng mấy mươi tín đồ mặc lễ phục khăn đóng
áo dài tề chỉnh, đi bộ theo hầu phía sau. Tới nơi, ngài đi thẳng vào chánh điện làm lễ nguyện trình Phật Tổ: tôi sẽ đi xa và vắng mặt thời gian dài, gửi lại đây những người tâm đạo chân tu. Chính tay Đức Thầy an vị lư hương tại chánh điện An Hòa Tự. Sau đó, ngài và các tín đồ xuống nhà khách, ngồi nơi chiếc trường kỷ. Cho gọi mấy người trong chùa lên, Đức Thầy dạy: phải cử người quản tự để lo công việc trong nhà chùa. Đồng thời khuyên ông Kiển: tôi khuyên ông thôi đừng đi làm đám tụng kinh mướn nữa, ở chùa lo tu hành đi. Những ngày lễ, Tết, rằm nguân, nếu trong chùa cần món gì hay cần tiền thì ghi lời kêu gọi lên tấm bảng. Khi tín chúng giúp vừa đủ thì bôi bảng, không để thùng phước thiện hay hỷ cúng. Còn ngày thường không nhận của ai hết. Ngài gọi bà Tư Nguyễn Thị Liên, ở đây tu từ nhỏ, dặn dò: cô Tư, cô ở đây lo tu, gìn giữ trong năm chùa giúp tôi. Đức Thầy cùng mọi người trở về tổ đình. Từ đó, tín đồ gọi An Hòa Tự là chùa Thầy, thuộc theo lời nhóm sư khảo. Tiếp theo là mẫu chuyện sinh cất chùa. Ngày nọ khoảng trung tuần tháng 10 năm Ất Dậu 1945, tôi đến nương ngụ ở xóm chài làng Thuận Đức, ngang bến Ninh Kiều, sông Hậu, Cần Thơ. Anh em đồng đạo nhờ tôi hỏi: xin Thầy cho phép anh chị em tín đồ xây cất chùa. Ngài lặng im hồi lâu rồi cho ý kiến: muốn cất chùa để tu hành thì chỉ được cất bằng cây tre, cây cao hay cây gáo mà thôi, và chỉ cất trong 7 ngày. Được Đức Thầy thuận ý, anh em về quy động các công việc có liên quan. Nhưng đến ngày thứ 4 chưa có người tới làm công quả. Mọi người rất lo lắng nên 3 ngày còn lại dốc toàn lực lượng hoàn thành được chánh điện. Đến phần Đông và Tây Lan thì có ý kiến: lần cất lần khó, thôi mình lo cây tốt để lợp ngói hoặc thiết. Mọi người nhanh chóng bắt tay hoàn thành trong thời gian kỷ lục và mời Đức Thầy tới chứng minh. Ngài hỏi tôi: đây là cái gì mà xây dựng quy mô dạy ông giáo? Không đợi tôi trả lời, Ngài ra lệnh giải tán ban trị sự tại chỗ vì không theo ý chỉ ban đầu. Mọi người quảng kinh, đồng xin Thầy gia ân tha lỗi. Đức Thầy cho biết: một lần này thôi, không có lần thứ hai đâu nghe. Thế là mọi sự được thông qua. Đức Thầy cho biết: đã có chùa rồi, thôi đặt tên chùa là Quy Nguyên Tự, rồi coi lựa người giữ chùa, trụ trì và lo phần hương khói đi. Mọi người ngồi im lặng. Thế vậy Đức Thầy lên tiếng: nếu không có ai đề cử thì các ông coi ở đây ai ngã bốn vách tứ đổ tường chọn vào làm chủ trì. Mọi người lại nhốn nháo ý kiến: thưa Thầy, vị chủ chùa phải là người có đức hạnh, gìn giữ giới luật trang nghiêm, chứ người sang ngã tứ đổ tường nói chuyện với ba tánh đâu có ai chịu nghe lời. Vậy thì các ông tự chọn người theo ý đi. Thế là mọi người cử ông anh N là ông Bảy Ốc. Đức Thầy cho biết: đây là người do các ông chọn đưa vào nghe. Thế rồi người kia chỉ làm trong 1 tuần thì bị bắt thủ tiêu. Phải chăng đây là vấn đề khó khăn muôn thuở? Thuật theo lời ông Trần Khương. Tiếp theo, mẫu chuyện sinh cất chùa. Bà bồi quy y tại nhà ông Hương Bộ Thạnh năm Canh Thìn 1940 và tu hành được một thời gian. Ngày nọ, bà tới xin thỉnh ý Đức Thầy cho bà dựng ngôi chùa trên phần đất nhà của bà. Bạch Thầy, xin cho con cất chùa để lo tu hành. À, muốn cất chùa lo tu thì cũng được, nhưng chỉ cất bằng cột cao, cột tre thôi nha. Không được làm lớn, rồi lo quyên tởi bá tánh gần xa. Dạ, bà bồi về trên phần đất của mình đang trồng sầu riêng, nhờ anh em trong ban trị sự và đồng đạo tiếp hạ cây, mướn đổ đất, cát, tôn cao nền rồi phân ra. Nào là chánh điện, Đông, Tây Lan, nhà hậu. Được tin Đức Thầy đi thuyết giáo về, con bà bồi
và đồng đạo bàn tính với nhau. Nay thầy về, anh em mình nghỉ một bữa lo tiếp ngài. Thế là mọi người đứng hai hàng dài đông lắm. Chiếc tàu chở đức thầy chạy trên kinh sáng Sà No, đưa tới bến, đứng trên mũi tàu nhìn phong cảnh điểm cất chùa, thấy bà Bồi đứng trên bờ, ngài gọi: "Bà Bồi, bà xin tôi cất chùa lo tu, sao làm quy mô như vậy?" "Tu không được đâu, cho anh em giải tán về nhà lo canh tác đi." Quả nhiên đến ngày 10 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chánh pháp từ Cần Thơ, họ vào lấy nơi đây đóng cơ quan, ngôi chùa không ở tu được ngày nào. Thực theo lời ông Trần Văn Điều. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến mẫu chuyện thầy giữ lại chánh điện. Vào ngày rằm tháng 6 năm Ất Dậu 1945, đức thầy đi công tác khuyến nông vô ngọn Cái Tắc, chiếc đò bị cạn. Ngài lội xuống đẩy tiếp ra tới Dàm, rồi vô nhà cậu 11, con ông Cả Vệ, làng Thạnh Hòa, Châu Thành, Cần Thơ. Vào nhà ngài nói với ông 11, ông gọi các con ông ra cho thầy bảo. Mấy đứa ra đứng sắp hàng, đức thầy xoa đầu nói: "Sau này các con ông làm quan lớn, chỉ có người con thứ ba lo giữ phủ thờ Nam An Tự ở Cà Dâm. Đi tới chùa, ông ban biện dĩ, đức thầy dừng lại nói: "Để tôi xin giữ lại chánh điện thôi." Sau đó ít lâu, VM lo ngại bọn Tây vô lấy làm chỗ đóng quân, với kế hoạch tiêu thổ kháng chiến, giường không nhà trống, nên đốt hai bên Đông và Tây lan chùa. Riêng phần chánh điện thì họ lấy chai chét ghe bôi vào đốt, nhưng không sao cháy được. Nay di tích còn cháy tròn đó. Sau này bình yên, nên con cháu lo trùng tu lại tốt đẹp hơn. Thuật theo lời ông Trần Văn Điều. Kính thưa quý vị, tiếp theo là mẫu chuyện xin cất chùa lại. Bửu Hương Tự, chùa Nhà Láng, ở ấp Long Châu 2, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, xưa là bản doanh cuộc khởi nghĩa Bãi Thưa, do Đức Cố Quản Trần Văn Thành làm thủ lĩnh binh gia nghị tại làng Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tổ chức kháng Pháp. Trưởng nam của Đức Cố Quản là cậu hai Trần Văn Nhu, một trong 12 cao đồ thập nhị hiền thủ, tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm 1867-1873 tử chiến và thất thủ vào ngày 21-22 tháng 2, Đức Cố mất tích và nghĩa quân gia nghị tan rã. Do Tỷ Hiềm, người cháu ruột là ông Nguyễn Văn Phẩm, con người em thứ sáu của ông, cùng ông Chủ Khả cho người ra tỉnh Châu Đốc tố cáo với nhà nước Lan Sa. Ông Trần Văn Nhu hợp tác với các môn đồ Bửu Sơn Kỳ Hương tại Bửu Hương Tự, Thạnh Mỹ Tây, mưu đồ phục quốc, chống lại nhà nước Lan Sa. Nhà cầm quyền từ Châu Đốc kéo vào bao vây, đốt phá tan quan Bửu Hương Tự, bắt 86 người đưa về khám đường Châu Đốc. Họ lọc ra 20 người, đài ra Côn Đảo. Trận ruồng bố này, cậu Hai Nhu và đệ tử là ông ba Nguyễn Văn Thới, sau là tác giả bộ Kim Cổ Kỳ Quan, trốn thoát. 20 năm bôn ba lánh nạn, ông hai trở lại trại ruộng Bửu Hương Cát, xây dựng viền mối Bửu Sơn Kỳ Hương thay cho Đức Cố. Thế rồi vào mùa thu năm Đinh Dậu 1879, đang ngồi giỏng, thình lình ngã lăn xuống và liệm suốt 3 ngày đêm. Ông Hai Nhu tỉnh lại, có một đạo hào quang tỏa sáng Bửu Hương Cát, cho biết Phật dẫn đi dạy đạo và lệnh cho phải lập lại ngôi Bửu Tự và hoàn thành vào cuối năm Tân Sửu 1901, đặt tên Bửu Hương Tự. Chu vi rộng 20 thước, ngang 18 thước và báo trước: "Tôi cất chùa này là để giữ cái nền. Không bao lâu sau, chùa chỉ còn lại đống gạch vụn mà thôi." Người than: "Người đứng đơn xin cất chùa lại là người dỡ chùa." Đó là ông Chủ Khả, cùng người cháu ruột của ông là Sáu Phẩm, con của người em gái thứ sáu của mình. Đến năm Nhâm Tý 1912, cậu hai Trần Văn Nhu đứng ra cất chùa, phần trước thờ Đức Phật Thầy, sau hậu đường thờ Đức Cố. Bây giờ Đức Thầy ở căn lầu số 138, đường Xô Dê Mít. Ông Năm Tịnh
nhờ con rể là Ba Đài hướng dẫn đến gặp Đức Thầy, xin tôn tạo lại ngôi Bửu Tự. Nhưng Ba Đài cho biết, Đức Thầy có lệnh cấm, không cho con lên trên đó. Thầy cấm đó là chuyện riêng, chỉ phần con dẫn cha tới thỉnh ý Ngài, để về cất lại chùa láng. Con mà không dắt, làm sao cha biết được đi? Thế là ông Ba Đài đưa tới nơi. Vừa mới vào tới định báo, thì bị thầy khoát tay Ba Đài về đi, nhưng lại cho giáo khương dắt Ba Đài vòng ra nhà sau dùng cơm, vì nó đói bụng. Hồi lâu thấy Đức Thầy đi xuống hỏi, ông đi với ai? Thưa, con đi với ông Nhạc Gia, là ông Năm Tịnh. Ngài bảo, cho mời ông Năm Tịnh. Ông Năm sau khi thi lễ và thông qua ý định, Ngài hỏi, ông ở Lăng Linh có sợ không? Con không sợ. Phải, Lăng Linh là gốc sau này mà. Ngài dạy, ông đã cất chùa một lần rồi, họ đến đốt phá, còn bắt giam người nữa. Ông không có mạng, nên bây giờ hãy cất tạm, để sau này người có mạng lớn cất chùa công phủ ngày sau Phật lập. Quả nhiên đến năm 1952, Thiếu tướng Lâm Thành Nguyên cho trùng tu và khánh thành năm sau 1953, năm Quý Tỵ, thuộc theo lời ông Nguyễn Văn Tịnh. Kính thưa quý vị, tiếp theo là mẫu chuyện vận động cất chùa. Vào một ngày kia, khoảng thượng tuần tháng Giêng năm Canh Thìn 1940, bà Trần Thị Kiềm, tức Năm Kiềm, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, có nhiều uy tín trong vùng, nên ông Đạo Nằm ở xã Thường Lạc tìm đến nhờ bà đi vận động tài vật cất chùa. Bà đắn đo suy nghĩ, chẳng biết có nên trợ giúp việc này không. Thế là từ Long Thuận Hồng Ngự, bà xuống Tổ Đình nhờ Đức Thầy cho biết ý kiến. Tuy nhiên bà chưa kịp thông qua, thì Đức Thầy vỗ tay mạnh xuống mặt các tràng kỹ, khẳng khái cho biết, tôi không muốn ai lợi dụng tín đồ của tôi, và tôi cũng không muốn tín đồ tôi lợi dụng ai. Thế là bà Năm Kiềm nhận ra ý chỉ của Đức Thầy, và nhớ lại trong sấm giảng Ngài cho biết, chân tu thì quá ít oi, nhiều người ẩn sĩ quá loài tánh tham. Sấm giảng khuyên người đời tu niệm, thuật theo lời ông Phan Văn Ẩn, Long Thuận. Tiếp theo là mẫu chuyện sai chân truyền, bà Trừ Dị Đo. Vào buổi trưa ngày 27 tháng 8 năm Kỷ Mão 1939, Đức Thầy cùng ông Ngô Ngọc Chơn, một tín đồ của Ngài, xuống giếng An Hòa Tự. Hôm ấy sư trụ trì là Yết Ma Thường, Lê Minh Thường, người ở Mặt Cần Dưng, Bình Hòa, đang sửa soạn xá mã lầu kho giấy tiền vàng bạc cho thân phụ tôi trong lễ bá nhật 100 ngày. Vốn biết Đức Thầy Hòa Hảo chủ trương bài trừ dị đoan mê tín, những sắc tướng âm thinh đang ẩn trong cửa thiền làm sai lạc vô vi chân truyền của Phật Tổ Thích Ca. Vừa thấy hai thầy trò bước lên chánh điện muốn thử và hạ uy tín của Ngài, nên ông Yết Ma Thường lấy phẩm kinh Phổ Môn đặt dưới lớp chiếu hoa chờ thầy Tư Hòa Hảo, còn ông ngồi trên chiếc trường kỷ giờ như không có chuyện gì. Chờ Ngài trở lại hậu đường, ông Thường tỏ vẻ niềm nở, mời Đức Thầy ngồi dùng trà. Ngài trả lời, được, cảm ơn ông Yết Ma để tôi đứng nói chuyện. Đức Thầy quay sang, tôi đứng kế bên hầu. Ngài ấn khẩu ngâm bài thi Tứ Tuyệt. Cho hay đạo cả thiệt gì tiền, đạo cả không tiền đạo nửa nghiêng. Có bạc sợ chi miền địa ngục, không tiền khó đến cảnh Tây Thiên. Ngâm xong bài thi, Ngài từ giã ra về. Nội dung bài thi vừa cảnh tỉnh ông Thường, vừa sửa sai cho tôi, lẽ dĩ nhiên làm Phật ý ông Thường, khiến ông nóng bừng mặt. Còn tôi thì càng khâm phục Đức Thầy về sự tế nhị sâu sắc. Ông Thường dở chiếu lấy quyển kinh lên gật gù suy nghĩ, sau này quy y vào đạo, tôi càng biết rõ chủ trương của Đức Thầy dạy tín đồ trong tám điều răn cấm. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì quả Diêm Vương không bao giờ ăn hối lộ của ta, mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường
đói rách tàn tật. Cụ thể nữa là Ngài cho biết, khuyên dân hãy bớt làm màu hiếu nhi. Nhất là, nếu làm đám được về cực lạc, thì giàu sang được trọn hai bề. Ý tức quyền làm ác ê hề, khi bỏ xác nhiều tiền lo lót. Còn, kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng, không cầu siêu Phật bỏ hay sao? Lập trai đàn, chạy chọt lao sao, bôi lem mặt làm tuồng hát Phật. Điều này rất tỏ tường chân lý của Phật Đà, đã bị nhiều hạng người núp bóng thiền môn, bài điều sai lạc chân lý, hầu lợi dưỡng. Xá giới phướng là trò kỳ quái, làm trai đàn che miệng thế gian. Kẻ vinh hoa phú quý giàu sang, mướn tăng chúng đặng làm chữ hiếu. Thương bá tánh vì không rõ hiểu, tưởng vậy là nhân nghĩa vẹn toàn. Thấy lạc lầm đây động lòng son, khuyên bổn đạo hãy nên tỉnh ngộ. Thuật theo lời ông Võ Quang Lệ. Kính thưa quý vị, tiếp theo mời quý vị nghe mẫu chuyện Nhận Được Lời Vàng. Vào khoảng tháng 10 năm Kỷ Mão 1939, tôi được 21 tuổi. Một hôm cha tôi là ông Trần Văn Liễn gọi: "Bé Ban ơi, con sửa soạn chèo ghe đi với cha lên Hòa Hảo, nghe thầy Tư ra đời dạy đạo, mình tới nghe coi có phải là Đức Phật thầy tái sanh không?" "Dạ." Từ làng Bình Đức thuộc địa phận Long Xuyên, tôi cùng anh Nhường chèo ghe lên gần tới Hòa Hảo là giữa trưa 12 giờ. Cha tôi hỏi thăm đường được bà con chỉ dẫn. Cứ chòm dòm cây gòn cao là tới nhà ông Hương Cả Bộ, đó là nơi thầy Tư Hòa Hảo đang trị bệnh và giảng đạo. Chúng tôi cố chèo một hơi là thấy ghe lớn, xuồng nhỏ chen chúc đậu cả khúc sông. Tôi lần tay cột ghe lại rồi cùng nhau lên bờ, vào nhà ông Cả, tức tổ đình Hòa Hảo. Tới gần mọi người chật cả trong và ngoài sân, vậy mà không nghe tiếng động ồn ào nào cả. Thấy mọi người xếp thành hàng ba, hàng bốn, đứng trước sân rất trang nghiêm và chăm chú nghe người thanh niên trạc tuổi như mình. Tôi đoán chắc đây là thầy Tư mà cha tôi muốn tìm hiểu. Thấy có người xếp hàng hai, có khi hàng ba chắp tay, quỳ nghe thầy Tư đọc bài quy y, rồi đọc theo. Sau tới bàn lãnh bài quy y, cũng có người đau bệnh được xe chỉ cột vào cổ. Người ấy nói: "Người ăn hiền ở lành, đức thông tới trời, còn kẻ ác hung thì bị quỷ sứ bắt lôi xuống địa ngục." Ngưng một lúc, thầy Tư nói: "Đạo tôi dạy bá tánh sẵn lè như muối mặn, ai tu được thì theo, còn tu không được thì thôi. Chứ tôi không nài ép khuyến dụ ai theo đạo. Nếu chịu quy y tu thì phải hành cho ngay chánh." Nói dứt câu thì đi vào trong, liền quay trở ra nói tiếp: "Tuy muối mặn, nhưng ai biểu bà con bỏ đầy miệng làm chi? Chỉ cần bỏ vào miệng một vài hột là nó thấm từ chút, là ngọt liệm, đó là chân lý giải thoát." Vậy là người tiếp tục ca tiên, nghe thật là hay. "Khùng xuống thế dạo trong lê thứ, thấy ba gia theo thử sát khùng. Cảnh trần gian nhiều nỗi lao lung, việc tu tịnh ít người hiểu lý." Tuy nhiên, sau này, sắp đem in Ngài sửa lại như sau: "Xuống dương thế dạo trong lê thứ, thấy bá gia gặp lúc não nùng. Cảnh trần gian nhiều nỗi lao lung, việc tu tịnh ít người hiểu lý." Giác mê tâm kệ. Tôi được thầy Tư gọi tới, chỉ vào ngồi bàn cùng một số chú bác, anh em khác, biện đài, biện hùm, sao chép giảng cho Ngài viết. Sao chép giảng do Ngài viết. Lúc đó chú Năm Hiệu đọc cho tôi chép. Lúc sau, ông có việc phải đi. Tôi đang lúng túng, thì thầy đi lại, tôi liền đặt quyển tập, vừa sao chép giảng đưa cho thầy kiểm duyệt. Tôi đứng lên muốn hỏi, nhưng chỉ nói được: "Dạ, thưa." Thì cảnh hàm của tôi nó cứng ngắc, như một luồng điện chạy rần rần khắp cả người. Đức thầy nói: "Nè, Bể Ban, muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."
Tôi liền đọc: chốn non xanh dại dỗ cáo cày. Thì tôi tự nhiên dừng lại. Đức thầy vừa đọc vừa giải thích tiếp: chốn non xanh dại dỗ cáo cày, xuống trần thế ra tay dắt chúng. Tới với ta chớ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng. Chẳng có cần trà quả hương nồng, mong sanh chúng từ lòng hối ngộ. Quyển tư. Đức thầy xoay lại nói với cha tôi: về ráng lo tu, ai muốn tu thì ông chép lại bài nguyện chỉ cho người ta. Ông biết rồi, thời của khó khăn đừng tới lui nữa. Cha tôi nói với ngài: không tới thì nhớ thầy lắm. Đức thầy dạy: trong chữ Nho nói chữ thương là hại. Ông ở tại nhà ráng chỉ bảo cho bà con tu là quý báu lắm rồi. Tôi chẳng hiểu sao giữa đức thầy và cha tôi lại gần nhau mau như thế. Nay nghe thầy dạy cha tôi mà tôi rưng rưng nước mắt. Tuy đã trải hơn 60 năm qua mà lời cháu Ngọc kia của thầy tổ không sao phai mờ trong tâm trí của tôi, nhất là đoạn giảng: dầu cực khổ thân này chẳng ngại, chẳng cần ai bái lại khẩn cầu. Bỏ dị đoan mới thấy đạo màu, bớt giả dối gặp người thượng cổ. Gốc thọ trước của tông của tổ, đâu có bài dối mị như vậy. Những sấm truyền xưa của Phật thầy, dân ráng kiếm mà truy thì biết. Xưa để lại nhiều câu thảm thiết, mà nào ai có biết để lòng. Chuyện thiên cơ nói rất não nồng, câu hữu lý bá tòng khó sắm. Chốn tự hội chớ nên léo hắm, vì lời xưa có dặn rạch ròi. Giác mê tâm kệ, thuật theo lời ông Trần Văn Ban. Kính thưa quý vị, tiếp theo đến mẫu chuyện Tôi Thiểu. Từ làng Tân An quận Tân Châu, tôi thường xuống Hòa Hảo để nghe thầy giảng đạo. Tôi để ý thấy ngài thường ngồi trên hai cái ghế trong số 8 cái, để hai bên trường kỷ, ghế dài, nên có ý thử. Thường lúc đức thầy đi ra đường, tôi giả vờ sắp xếp lại cho ngay ngắn, rồi nhanh tay tráo đổi qua lại cái ghế mà ngài vừa ngồi. Tất cả đều giống hệt nhau. Sợ có người mách lẻo, nên tôi nhanh chân đi theo gợi chuyện. Xưa, các vị vua cần nhiều tôi lương đóng mới an bang định quốc. Sao thầy lại nói dụng ít tôi trung như đoạn? Chờ thiên địa châu nhi phục thủy, như đời xưa có gã Tử Phòng. Xem thời cơ người đã rõ thông, dùng tôi thiểu mà an bá tánh. Quyển tư. Tôi nói lái đó ông cả à? Tôi thiểu là tiêu thổi. Thầy trò nói chuyện hồi lâu, quay trở vào nhà như không có chuyện gì xảy ra. Đức thầy vừa nhìn tôi, vừa lấy tay đổi lại cái ghế mà tôi mới thay lúc nãy, rồi ngồi xuống y cái ghế của ngài thường ngồi. Câu chuyện cũng vừa dứt, tôi càng cảm phục đức thầy nhiều hơn. Thuật theo lời ông cả Đào Thành Đô. Kính thưa quý vị, tiếp theo mời quý vị nghe đến câu chuyện thầy tu. Vào ngày 19 và 20 tháng 5 năm 1945, trong công tác khuyến nông từ Sóc Xoài đi Ba Hòn Rạch Giá, trải qua nhiều gian lao thử thách, được phục vụ bên đức thầy, tôi lấy làm vinh hạnh. Tuy nhiên trong lúc giao tiếp với các tầng lớp, trong cách xưng hô có nhiều điều còn thắc mắc. Nhân lúc ít khách, tôi hỏi: dạ bạch thầy, lúc thầy tiếp xúc với nhiều thành phần trong xã hội, mọi người gọi thầy nào là cậu tư, tiên sinh, giáo chủ, ngài, lãnh tụ, Phật sống, vân vân. Vậy lời xưng hô nào đúng khi giao tiếp với thầy? Ông xã nên biết rõ, thầy đây là thầy tu, chỉ thế thôi. Tôi lặng im suy nghĩ, bởi theo tôi, đức thầy sẽ đáp trong những cách xưng hô trên đây, nhưng thật bất ngờ là ngài nhấn mạnh hai chữ thầy tu. Theo tôi hiểu, chữ tu nguyên gốc từ chữ Hán, có nghĩa là sửa những cái lệch lạc, thiếu sót hoặc dư thừa trong ý nghĩ, hành động, lời nói của chính bản thân mình đối với bản thân, gia đình hay xã hội. Mình tự sửa sai thành đúng. Nói cách khác,
học cách cư xử giữa người đối với người. Còn chữ thầy đứng trước chữ tu là chỉ cho người tu Phật đủ đức độ, tài năng, có trải nghiệm tu hành và nói thông suốt giáo lý nhà Phật, thay mặt Đức Phật, chỉ đường dẫn nẻo cho chúng sanh được giác ngộ đúng theo lời Đức Phật dạy. Nhất là trong hàng xuất thế tục gia, thật sự cao thượng, tăng, ni hay hạng tại gia là những bậc thâm nhập uyên bác giáo nghĩa Phật Đà, tức những thiện tri thức chân tu gồm cả tâm và trí đạo. Như vậy Đức Thầy là người chẳng những gồm đủ mà còn thừa xa nghĩa ấy. Nếu như lời Đức Thầy minh định như thế, chúng ta lái chữ thầy tu trở thành thù Tây. Với ý nghĩa sâu xa này đã biểu hiện tinh thần yêu nước của Ngài đối với quốc dân đồng bào Việt Nam, là con lạc cháu hồng, luôn thương dân mến nước, thuộc theo lời ông Lâm Văn Nhiễu, tức ông xã Nhiễu. Tiếp theo đến mẫu chuyện thầy chùa hay thầy tu. Vào ngày nọ năm 1939, tại tổ đình có nhà sư tới tiếp kiến phàn nàn với Đức Thầy khi đưa ra hai câu trong sấm giảng quyển nhất: thầy chùa như thể cây sơn, ngoài da coi chắc, trong thời mối ăn. Vị sư nói: thầy Tư nói vậy là kẹt cho chúng tôi quá. Tôi nói là nói mấy ông thầy chùa là ác tăng kìa, chứ đâu nói mấy ông thầy tu là chân tăng. Xin hỏi ông thầy tu hay thầy chùa? Vị sư xá thầy lui ra. Thật ra trong quyển sấm giảng khuyên người đời tu niệm, Ngài có viết một đoạn liên tục: thầy chùa như thể cây sơn, ngoài da coi chắc, trong thời mối ăn. Buồn thay cho lũ ác tăng, làm điều dối thế cho hư đạo màu. Di Đà Phật Tổ thêm rầu, giận trong tăng chúng sao lừa dối dân. Có thân chẳng liệu lấy thân, tu theo lối cũ mau gần Diêm Vương. Sấm giảng quyển nhất. Đức Thầy từng thể hiện lời chân chánh hình như nói xỏ, mà không không nào có biến đời. Thấy lạc lầm khuyên nhủ ít lời, chớ nào có ngạo chi tăng chúng giác mê tâm kệ. Ở một đoạn khác Ngài viết: ngồi buồn nhớ chuyện xa xăm, dạo trong bãi núi cười thầm sư mang. Nói rằng lòng chẳng tham sang, sao còn ham của thế gian làm gì. Sấm giảng quyển nhất, thuật theo lời ông Trương Văn Bảy. Tiếp theo là mẫu chuyện nên suy xét kỹ. Luật sư Mai Văn Dậu quê quán ở U Môn, Cần Thơ, là du học sinh tốt nghiệp trường luật ở nước Pháp, tánh tình bướng gan, ít chịu phục tùng ai, nhưng rất kính trọng Đức Quỳnh giáo chủ. Từ khi quy y theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, ông được Ngài chọn làm Đổng Lý Văn Phòng, ủy viên đặc biệt ủy ban hành chánh kháng chiến Nam Bộ, là một tín đồ trí thức trong việc bảo vệ tín ngưỡng trước bạo quyền. Một hôm Đức Thầy cùng ông ở tại văn phòng, Ngài lên tiếng: ông thầy Kiện đi công chuyện cho tôi. Nghe vậy thầy Kiện Dậu đứng lên đội nón đi liền. Vừa bước ra cửa, Đức Thầy gọi lại hỏi: này ông thầy Kiện. Dạ thầy gọi. Ông biết tôi bảo việc đó là việc gì không? Đúng hay trật? Sao không tìm hiểu hỏi cho rõ ràng, vội vã đi như vậy? Dạ thưa, thầy bảo ban thì làm sao trật cho được. Rủi tôi nói trật thì ông làm sao? Lúc ấy ông Kiện Dậu nín thinh, thuật theo lời ông Võ Như Sanh. Kính thưa quý vị, tiếp theo là mẫu chuyện tặng thi ông Tham Tá Ngà. Vào khoảng trung tuần tháng 6 năm Nhâm Ngũ 1942, có chiếc xe du lịch màu đen dừng lại trước Đại Tửu Lầu Thiên Hương ở trung tâm tỉnh lỵ Bạc Liêu. Bây giờ chúng tôi, ba thanh niên theo tân học, Tham Tá Lê Quang Ngà, bác sĩ thú y Đỗ Văn Diễn và bác sĩ Trần Lũy, du học tại Pháp mới về nước. Bác sĩ Diễn lên tiếng: mới 9 giờ, còn đúng một tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ hẹn với anh Ký Giỏi để diện kiến thầy Tư. Bác sĩ Trần Lũy, người rạch giá, lên tiếng: các bạn thử coi, mình là dân theo văn hóa phương Tây, từng đỗ tú tài, cử nhân, bác sĩ, vậy mà nhiều điều chưa biết. Huống chi thầy Tư Hòa Hảo chỉ tốt nghiệp tiểu học, làm gì mà thông suốt hơn mình. Đây là điều rất khó tin
trên phương diện khoa học ngày nay. Bác sĩ Đỗ Văn Diễn nói, thôi, hãy chuẩn bị câu hỏi sẵn, để khi đối diện mới biết mà thắc mắc cũng chưa muộn. Tôi, Thanh Tá Ngà, con ông đốc phủ Lê Quang Liêm, tự bảy, kể lại trường hợp của mình cho hai bạn nghe. Vào tháng 2 năm Canh Thìn 1940, tôi về quê thăm bà con, nghe nói về thầy Tư Hòa Hảo đã khai đạo Phật giáo Hòa Hảo, hiện đang thuyết pháp buổi tối này. Nghe vậy, tôi tìm tới nơi, chen vô trong số đông người để nghe thử. Người thuyết đạo cũng bình thường, trước số quần chúng nông dân, lúc bấy giờ, theo tôi, thì không lấy gì xuất sắc lắm. Sau đó tôi đến gần, và càng ngạc nhiên hơn khi bắt đầu tiếp xúc. Người nói với tôi rất khác so với lúc tôi chưa diện kiến. Một trình độ quyên thâm qua các lĩnh vực đều vượt trội, đã chinh phục được cái tự ngã của tôi. Nên tôi hỏi thầy Tư, tôi vô cùng bái phục ông. Nhưng có điều thắc mắc, khi nói chuyện với bà con thì thầy diễn giảng mộc mạc, dễ hiểu. Khi tiếp chuyện với tôi thì có khác hơn, có thể nghe ông nói như là một học giả uyên bác là sao? Đức Thầy trả lời, pháp giáo của nhà Phật là tùy duyên độ chúng, tùy căn cơ trình độ. Nói với bậc trí thức mà dùng lời lẽ mộc mạc sẽ không kích thích lòng háo thắng